Nam tử vừa nghe xong lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, trong mắt hiện ra một tia lạnh ý. Ta đến đây không phải là vì thiên tượng mà là vì đạo hữu mà đến." Hắn thản nhiên nói, "Vì ta?" Hàn Lập nhướng mày, lời nói này có chút ngoài ý muốn. "Không sai, nếu các hạ không muốn cho ta biết tên, ta cũng không có ép buộc. Bất quá các tu sĩ trong các môn phái thì ôn ngỗ cũng biết được một hai, nhưng tướng mạo của đạo hữu lại rất xa lạ, xem ra các hạ là một tán tu. Nếu như vậy, Ôn mẫu cũng cấp cho ngươi và đồng bạn trong tiểu cốc hai cái lựa chọn. Một là gia nhập bổn minh, làm chấp pháp sứ của thần cưu đường ta, từ nay về sau nghe lệnh từ ta, hai là Ôn Mỗ phải ra tay, tại nơi đây chính là mồ chôn của ngươi. Khuôn mặt nho nhã của Ôn Thiên Nhân lộ ra vài phần sát khí, lạnh như băng nói: "Nghe mệnh lệnh từ ngươi? Bổn minh, ngươi là người của Nghịch Tinh Minh." Hàn Lập vừa nghe xong lời này đầu tiên là ngẩn người, sau đó nghi hoặc liếc mắt dò xét nam tử này một cái ôn công tử là cao đồ của nghịch tinh minh lục đạo cực thánh tiền bối đạo hữu nên quy thuận đi cũng không tính là làm nhục gì hơn nữa với tu vi của đạo hữu khẳng định ở trong minh sẽ được trọng dụng thiếu nữ tuyệt sắc ở một bên đột nhiên ở miệng không nóng không lạnh nói rõ ra thân phận của nam tử lục đạo truyền nhân thân sắc của hàn lập có chút biến sắc hắn mặc dù đoán lai lịch của nam tử này tuyệt đối không nhỏ nhưng cũng không nghĩ lại dọa người như vậy ôn thiên nhân kia thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của hàn lập mặc dù ánh mắt không chút thay đổi nhưng trong đó lại lộ ra một tia ngạo nghễ hắn thích nhìn thấy sự kinh sợ của các tu sĩ xa lạ sau khi biết được thân phận thật sự của hắn cũng không cảm thấy trợ giúp cho lục đạo truyền nhân là điều gì không thể dù sao thân phận cũng là một bộ phận của thực lực cá nhân nhưng tâm tình khoái trá của ôn thiên nhân chỉ duy trì trong chốc lát bởi vì ánh mắt của hàn lập rất nhanh được thay bằng vẻ cười lạnh thì ra là thiếu chủ của nghịch tinh minh đến tại hạ thật sự là thất kính chẳng qua tại hạ không có ý tứ sẽ phải gia nhập quý minh. Cũng không muốn chết ở nơi này, ngược lại, tại hạ có một cái đề nghị khác. Không bằng ngược lại, tánh mạng của ôn thiếu chủ giao cho tại hạ đi. Hàn lập dùng khẩu khí trào phúng nói, nhìn khí thế hung hăng của đối phương, hắn rất rõ ràng việc này không cách nào hòa giải được nữa rồi. Hơn nữa ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được trên người vị lục đạo truyền nhân này phát ra sát khí nhẹ nhẹ. Mặc dù không biết vì sao như vậy nhưng nếu đáp ứng quy thuận đối phương sợ rằng vị thiếu chủ này vẫn muốn ra tay giết hắn. Một khi đã như vậy, Hàn Lập cũng lộ mặt ra, không hề nể mặt đối phương. Người khác e ngại thế lực to lớn của nghịch tinh minh còn hắn thì không. Dù sao hắn là người có được hư thiên đình, bản thân cũng đã bị tất cả các thế lực khác đổi giết. Tốt, tốt lắm, lúc này ôn thiên nhân giận dữ đến nỗi phải cười rộ lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập mà phun ra mấy chữ tốt tốt, hàn quang trong mắt hắn đại thịnh. Nhưng trong nháy mắt ngay khi trừ tốt cuối cùng được nói ra khỏi miệng, hắn đột nhiên phóng ra một đạo lam quang. Lam quang này vừa thoát ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền bắn ra tinh quang chói mắt. Sau đó vù một tiếng biến mất không thấy bóng dáng, nhìn thấy một màn quen thuộc này, vẻ âm lệ trên mặt hàn lập chợt lóe lên, không cần suy nghĩ vung tay lên. Ngọc như ý được cầm trong tay sớm đã xuất ra hào quang, quang cháo hai màu đỏ vàng liền xuất hiện trên người. Một khắc sau, Lam quang đột nhiên xuất hiện trước người của hàn lập, Bắn nhanh lên trên màn hào quang, phát ra âm thanh nặng nề. Sắc mặt của hàn lập hơi đổi, sau đó cả người quang theo quang cháo bị đánh bay ra xa mấy trượng. Lúc này hắn mới nhìn rõ lam quang kia chính là một thanh tiêm trùy kỳ lạ. Hàn quang lập lòe trên đó, phù văn quấn quanh, còn phát ra âm thanh lột bộp quái dị. Hàn lập không suy nghĩ huy động 10 ngón tay, 10 đạo kiếm khí màu xanh từ trong tay bắn ra. Đánh lên trên lam quang, đem lam quang đánh bay ra, tiếp theo hắn không chần chờ chút nào bàn tay vỗ nhẹ lên túi chữ vật một cái, năm cái vòng đồng từ trong một tiếng thanh minh xuất hiện trong tay hắn, bắn ra hàn quang mở nhạt. Đồng thời hàn lập vùng ống tay áo lên, hơn 20 thanh phi kiếm bay ra, hướng đến đối diện vọt đi. Nhìn thấy một kích của chính mình không có hiệu quả, ôn thiên nhân cũng không có lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại không chút hoang mang hợp hai tay lại. Lúc này trong tay hắn đã xuất hiện một cái tiểu phiên. Tiểu phiên này dài khoảng 3-4 tấc, tử quang lập lòe, linh khí bức người. Lúc này hắn nhìn thấy các phi kiếm ở phía đối diện bay đến, rốt cục cũng có chút động dung nhẹ ồ một tiếng, không dám chậm chế vội vàng huy động tiểu phiên trong tay. Vô số đám tử sắc vân vụ từ trong đó xuất ra, cẩn thận đem hắn bao phủ vào bên trong, thân hình bắt đầu ẩn giấu đi. Hàn lập ở đối diện đang muốn xuất ra ngũ hành hoàn, trong mắt xuất hiện một tia đáng tiếc, nhưng sau đó không do dự đem ngũ hành hoàn hợp lại tạo thành một cự hoàn. Bảo vệ bên ngoài cơ thể, lúc này hai tay hắn rất nhanh bắt một pháp quyết. Hướng đến Thanh trúc phong vân kiếm được bắn đi kia thi triển ra thần thông kiếm ảnh phân quang thuật. Nhất thời 24 thanh phi kiếm màu xanh kia sau khi chớp lên một cái liền hóa thành 96 đạo thanh quang. Dập trời dập đất hướng đến tử sắc vân đoàn bay đến. Thiếu nữ tuyệt sắc kia đã lui về phía sau hơn trăm trượng nhìn thấy một màn kinh người này không khỏi hoa dung thất sắc. Nét mặt xuất hiện vẻ khó có thể tin được nhưng lại hiện lên một sự phức tạo không nói nên lời. Thanh quang giống như vô số cự phong bắt đầu bay quanh tử sắc vân đoàn chỉ trong chốt lát công phu liền đem tử sắc vân đoàn xuyên thủng qua mấy trăm làn nhưng trong tử sắc vân đoàn kia dường như không hề có người nào, một chút phản ứng cũng không hề có. Nhiều phi kiếm như vậy khuyên qua tử sắc vân đoàn giống như là xuyên qua đang khoảng không bình thường. Hàn lập nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày một cái, sắc mặt càng thêm âm lệ. Tuy biết được không thể có khả năng thu thập được đối phương đơn giản như vậy, nhưng vị lục đạo truyền nhân này tựa hồ khó chơi hơn phỏng đoán. Nghĩ như vậy, Hàn lập hướng đến phi kiếm ở phía xa điểm nhanh hai cái, nhất thời từ trong phi kiếm phát ra âm thanh xé gió, sau khi xoay quanh tử quang một cái liền hợp lại thành hai thanh cực kiếm. Sau đó lây khi thế thái sơn áp đỉnh công kích đến. Đồng thời tay của Hàn Lập cũng hướng đến túi linh thú ở bên hông vỗ một cái. chương 570, khổ đấu, vô số phệ kim trùng từ trong túi bay ra. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một bầy trùng ba màu thật lớn trải rộng khoảng 2-30 trượng trên đầu Hàn Lập, thoạt nhìn thanh thế thật dọa người. Ồ, một âm thanh kinh ngạc truyền ra, hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe lên sau khi chuyển mắt liền nhìn lên trên người của thiếu nữ tuyệt sắc ở xa xa thiếu nữ này dùng tay che lấy miệng trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc ngoài ra còn lẫn trong đó sự vui mừng hắn không khỏi dùng mình không kịp hiểu vì sao thiếu nữ này lại lộ ra như thế thì ầm ầm hai tiếng từ nơi khác truyền đến dưới sự cả kinh hắn bất chấp việc này vội vàng chuyển ánh mắt qua chỉ thấy bên trong tử vân bạch quang chợt lóe lên một thanh đồng cổ thuẫn bay ra dễ dàng ngăn cản được công kích của hai thanh cự kiếm Thấy tình hình như vậy, trong lòng Hàn Lập khẽ than một tiếng. Hắn vẫn chưa có thời gian bồi luyện phi kiếm này, làm cho phi kiếm chỉ dựa vào một số ít tài liệu phụ trợ đặc thù thì uy lực của nó so với pháp bảo bình thường cũng không có sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, sau khi tu vi đã thăng lên đến kết đan hậu kỳ, uy lực của Thanh trúc phong vân kiếm cũng rõ ràng không có lớn hơn bao nhiêu. Cho dù thi triển ra cử kiếm thuật cùng với tu sĩ đồng cấp mà nói cũng không có tạo thành bất kỳ sự uy hiếp nào. Nghĩ như vậy, thần niệm của Hàn Lập khẽ động một cái lệnh cho hai thanh phi kiếm bắt đầu điên cuồng công kích lên tử vân nhưng đều bị cổ thuẫn kia cản lại. Lúc này thì trong miệng của Hàn Lập cũng truyền ra âm thanh nhỏ, bầy phệ kim trùng ở trên đỉnh đầu cũng theo âm thanh đó bắt đầu ông ông hưởng ứng, sau đó hóa thành một đám mây thật lớn hướng đến tử vân mà điên cuồng bay đi. Mặc dù không biết được tử vân này là vật ra sao nhưng dựa thiên phú không gì không thôn phệ được của phệ kim trùng, thì tuyệt đối không thể ngăn cản được đàn trùng này. Hừ, khu trùng thuật, thật sự là muốn chết ôn thiên nhân bên trong tử vân thấy được đám mây được tạo bởi bầy trùng kia từ trên trời giáng xuống không hề có chút sợ hãi nào ngược lại còn hừ lạnh một tiếng lộ ra vẻ khinh thường hàn lập nghe được không những không giận mà còn vui mừng đối phương nếu đem phệ kim trùng xem như là linh trùng bình thường thì thật sự là tự đi tìm đường chết chỉ cần chờ cho đàn trùng bu lên trên tử vân cũng là lúc đối phương bị mất mạng hàn lập âm thầm cười lạnh nhìn thấy trùng vân từ trên trời hạ xuống tử vân Ôn Thiên Nhân ở bên trong Tử Vân đột nhiên nhẹ nhàng nói một từ đi. Một màn kinh người xuất hiện, bên trong Tử Vân hiện ra kim quang, tiếp theo vô số sợi kim ti từ bên trong Tử Vân bắn ra, hướng đến bốn phương tám hướng mà bao phủ đàn trùng vân này vào bên trong. Sau khi vang lên những tiếng phục phục, vô số xác chết của phệ kim trùng giống như là mưa từ trên không trung rơi xuống. Những kim ti đó giống như là khắc tinh của phệ kim trùng, phi trùng vốn rất khó bị pháp bảo tổn thương đến thân thể nó nhưng khi bị một kích của sợi kim ti này căn bản không cách nào có thể ngăn cản được. Hàn Lập nhìn thấy như vậy tự nhiên trong lòng kinh sợ vô cùng, trong miệng vội vàng phát ra âm thanh the thế. Đàn trùng nghe thấy như vậy lập tức quay đầu bay trở lại. Nhưng những sợi kim ti này bộ dáng vẫn không muốn bỏ qua, mà bay theo đàn trùng. Lại có rất nhiều kim trùng tiếp tục rơi từ trên không trung xuống. Sắc mặt của Hàn Lập cực kỳ khó coi, không hề suy nghĩ hướng lên túi chữ vật vỗ một cái. Đôi tay vừa lộn một cái liền xuất ra hoa lam cổ bảo hắn không chút nào do dự đem hoa lam này hướng lên trên không trung ném đi. Bạch quang nhất thời lóe lên, hoa lam hóa thành một đoàn bạch khí, trực tiếp nghênh đón đám kim ti kia. Nhìn thấy bạch khí giống như hư không trực tiếp bay xuyên qua đàn trùng, dị sắc trong mắt hàn lập lóe lên, hai tay nhanh chóng thúc giục pháp quyết, bạch khí lập tức cấp tốc quay tròn, quang mang đại phóng. Vốn kim ti đang bắn nhanh về phía đàn trùng, bị bạch quang này bao phủ khiến cho hành động chậm lại, tốc độ trong nháy mắt trở nên bị trì hoãn. Trùng Vân nhân cơ hội này tạo ra một khoảng cách, bay về trong túi linh thú bên hông của Hàn Lập. Nhưng lúc này sắc mặt của Hàn Lập cũng không tốt gì hơn, chỉ ngắn ngủn một lần giao phong khiến cho tam sắc vệ kim trùng tổn thất gần một vạn con. Nếu không có hoa lam cổ bảo tiếp ứng thì đàn trùng này mặc dù không có hoàn toàn bị tiêu diệt hết đi nhưng tuyệt đối là một tổn thất thảm trọng. Kim ti này rốt cuộc là pháp bảo gì mà lại có được uy lực như thế? Đến bây giờ hắn cũng khó có thể tin được, uy lực của đàn phệ kim trùng chưa kịp hiển thị ra ngoài, thì đã bị chế trụ dễ dàng như vậy, làm cho hắn buồn bực cực kỳ. Hàn lập mới thất thần như vậy trong một chút, kim ti bên trong bạch khí lại bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy chúng nó sau khi lóe lên vài cái quang mang liền ảm đạm đi, ở bên trong bạch khí không hề nhúc nhích mà hiển thị ra bản thể. Là những cây kim châm tinh tế, chỉ có dài hơn một tấc, kim quang chói mắt. Thấy như vậy, Hàn lập thật sự không khỏi bắt đầu hoảng sợ. Vị lục đạo truyền nhân này tu luyện lại là phi châm, loại pháp bảo khó luyện chế nhất hơn nữa lại hơn trăm cây, điều này khiến cho hắn phải hít lấy một ngụm khí lạnh. Bất quá, sau khi Hàn Lập vừa động trong lòng liền nghĩ đến một điều. Nhưng vào lúc này, quang mang của kim châm kia vừa thu liếm lại đột nhiên một lần nữa đại thịnh hẳn lên. Sau khi âm thanh vù vù truyền ra, chúng nó đồng thời nhắm đến một phương mà bay nhanh đi, trong nháy mắt liền ngưng kết lại với nhau tạo thành một thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này khẽ run rẩy một cái liền bay nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt liền có thể phá vỡ cấm chế của hoa lam cổ bảo nhắm thẳng Hàn Lập bay đến, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, tay hướng đến túi chữ vật, sau đó trên lòng bàn tay xuất hiện thanh quang lập lòe, đúng là phù bảo của thanh dịch cư sĩ nọ trong hư thiên điện. Vật ấy cũng là một loại pháp bảo phi châm, vừa lúc lấy ra thử uy lực của nó. Nhìn thấy tiểu kiếm bay đến trước mặt của Hàn Lập, nhưng sau khi phát ra một tiếng phành liền một lần nữa tản ra, hóa thành vô số kim ti bay thẳng đến. Hàn Lập không hề do dự tay nắm phù bảo khẽ hé miệng ra, một đoàn thanh sắc tinh khí phun ra ngoài thanh quang chấp động trên phù bảo, trong nháy mắt liền được thôi động, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay ra ngoài. Thanh quang bay ra khỏi vòng bảo hộ, trong chớp mắt liền thoá thành một một đám thanh ti, nhìn từ bên ngoài thì thanh ti này ngoại trừ không giống màu sắc với kim ti ra, thì hình dáng giống nhau như đúc. Đây là, ôn thiên nhân bên trong tử vân lộ ra thần sắc ngẩn ngơ, lộ ra điều ngoài ý muốn. Mà kim ti cùng với thanh quang va chạm với nhau cách hàn lập không xa, tạo thành từng quang đoàn to nhỏ, nhất thời bắt đầu rằng co thanh minh trâm ngươi cùng với thanh dịch cư sĩ có quan hệ như thế nào lại có được thanh minh trâm phù bảo lão quỷ này hẹp hòi vô cùng hơn nữa lại đem cho thanh minh trâm này giống như là sinh mạng của hắn chẳng lẽ ngươi là đệ tử của hắn ôn thiên nhân sau khi giật mình liền thở nhẹ ra một cái đột nhiên lạnh lùng hỏi hàn lập nghe được đối phương gọi ra tên của thanh minh trâm đầu tiên là trong lòng cả kinh nhưng sau đó liền bình tĩnh lại xem ra chuyện hư thiên đỉnh mặc dù truyền ra ngoài nhưng bên trong hư thiên điện cụ thể phát sinh ra những chuyện gì thì các lão quái nguyên anh kỳ kia quả thật không có tiết lộ ra bao nhiêu. Nếu không đối phương chỉ cần dựa vào phù bảo này liền biết được thân phận của mình. Nghĩ đến đây, Hàn Lập cũng không có lên tiếng, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó hắn trực tiếp thúc giục pháp lực toàn thân, thừa dịp đối phương trần trở khiến thanh sắc ti chiếm được thượng phong, bức kim ti liên tiếp lui về phía sau. Muốn chết, nếu không mở miệng giải thích ta cũng không cần phải cấp mặt mũi cho thanh dịch lão quỷ kia làm chi nữa, đừng có trách ta không khách khí. Sau đây ta sẽ cho người thấy sự lợi của của đệ nhất ma công loạn tinh hải lục cực chân ma công bên trong tử vân truyền ra tiếng giống giận dữ của ôn thiên nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó Kim Ti không hề tiếp tục dây dưa với thanh minh châm phù bảo, mà quay đầu bay nhanh trở lại, trong nhà y mắt vô thanh vô tức bay vào trong tử vân. Khuôn mặt của Hàn Lập lạnh lùng nhưng không hề trì hoãn thúc giục thanh sắc ti không chút khách khí đem tử vân bao phủ vào bên trong, điên cuồng đâm vào. Nhưng kết quả lại giống như lần trước, Bên trong vân đoàn như không hề có bóng dáng của người nào, tất cả thanh ti xuyên thủng qua, nhưng không có chút hiệu quả nào. Hàn Lập nhìn thấy trên mặt nhất thời bị bao phủ bởi một màn sương lạnh, đem thanh ti triệu hồi lại, một lần nữa hóa thành phù sách thu vào bên trong túi chữ vật. Thanh minh châm này uy lực cực lớn, không thể lãng phí uy năng của phù bảo này như vậy được. Nhìn tử vân của đối phương yên lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, trên mặt của Hàn Lập âm tình bất định, mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ trần trơ dường như muốn làm điều gì đó nhưng lại chưa có quyết định được. Ngay lúc này, tử vân không hề có dấu hiệu nào bắt đầu quay cuồng, sau đó cuồng phong xuất hiện, linh khí xung quanh hơn 10 dặm đột nhiên sao động không thôi, sau đó giống như là sông đổ vào biển, hướng đến bên trong tử vân nhập vào, tiếp theo vân đoàn lớn lên, màu sắc bắt đầu biến đổi, vốn tử sắc đã biến thành một màu xám trắng, hơn nữa trong đó chuyển âm thanh rác rác đầy quỷ dị. Mới lúc đầu rất nhỏ nhưng chỉ trong chốc lát liền đinh tai nhức óc, khiến cho người ta cảm thấy bất an vô cùng thấy được cảnh quỷ dị này, sự do dự trên mặt Hàn Lập liền biến mất. hắn đột nhiên dùng tay trái nắm lấy tay phải, tay phải sau khi nhấc lên, hướng đến đám mây màu trắng xám kia, nét mặt lộ ra sát khí lạnh lẽo hung ác. thiên địa linh khí vùng phụ cận không ngừng quán chú vào bên trong đám mây trắng xám đang điên cuồng không ngừng bành trướng lên. âm thanh răng rắc kia hoàn toàn hóa thành tiếng sấm sét, thậm chí mỗi một lần vang lên liền khiến cho những tu sĩ tu vi thấp kinh hãi, lục thần vô chủ chương 571, âm ma chạm giữ lục cực chân ma. So với những động tĩnh lớn của đám mây trắng xám kia thì hàn lập bên này hoàn toàn trái ngược lại, cánh tay dơ lên đột nhiên xuất hiện một tầng hắc khí mở nhạt. Hắc khí này co vào rút ra không ngừng, dần dần bắt đầu dày đặt lại, cho đến khi đen nhánh như mực. Trên mặt của hàn lập lộ ra vẻ trịnh trọng, toàn bộ cánh tay phải bắt đầu bành trướng một cách nhanh chóng, trong nháy mắt lớn lên gấp 2-3 lần, bên ngoài thậm chí còn hiện ra một tầng huyết quang trói mắt, được hắc khí bao phủ có vẻ quỷ dị vô cùng. Lúc này Hàn Lập nâng tay nhìn đối phương một cái, đám mây trắng xám kia vẫn còn phát ra âm thanh kinh người, liên tục bành trướng lên, trong nháy mắt đã có diện tích hơn hai ba mươi trường. Vẻ tàn khốc chợt lóe lên trong mắt của Hàn Lập, trong miệng nhẹ nói một chữ phá. Cánh tay to kia đột nhiên co rút lại, sau đó liền phun ra. Một đạo ánh sáng hai màu đen đỏ từ trong bàn tay bắn nhanh ra. Sau khi rời khỏi tay khoảng mấy trường liền phát ra âm thanh lắc sắc, tạo thành một đạo ánh sáng kéo dài bay đến trước đám mây kia ôn thiên nhân dường như ý thức được không ổn thanh đồng cổ thuần đang dây dưa với thanh cự kiếm trên đỉnh đầu đột nhiên chợt lóe lên che ở trước đám mây luồng sáng kia cũng không chút nào dừng lại giống như không hề có vật nào bay qua đồng thuẫn giống như là bùn không một tiếng động phân làm hai rơi xuống dưới mà sau đó bên trong đám mây kia lại truyền ra một tiếng kêu đau đớn tiếp theo từ trong đó xuất hiện một khe hở màu đen một lát sau đám mây đó vỡ vụn ra như một bức tranh bị xẻ thành hai phần. Mà đạo quang phiến thật lớn kia sau khi chạm lên vân đoàn liền bắn ra hơn 10 trượng, sau đó hóa thành từng điểm tinh quang biến mất không còn một mảnh. Đồng thời trong nửa đám mây kia truyền ra tiếng kêu đầy kinh sợ của Ôn Thiên Nhân. Ngươi dám chặt tay ta, ta muốn ngươi phải trả giá bằng cái mạng nhỏ. Theo âm thanh này truyền ra, một nửa đám mây liền biến mất, lộ ra một đoạn cánh tay khô héo lơ lửng giữa không trung nhìn ống tay áo thì đó chính là cánh tay trái của ôn thiên nhân. Hóa kiếp đại pháp, nhìn thấy như vậy ánh mắt của Hàn Lập co lại, trong đầu liền hiện lên những lời nói về bí thuật của ma đạo này. Thuật này đem một bộ phận của thi thể tu luyện thành khôi lỗi thế thân, khiến cho không cần ngăn cả mà công kích cũng không cách nào đến gần được cơ thể, chỉ cần thần niệm vừa động có thể khiến cho nó thay bản thân thừa nhận kiếp nạn. Đối phó với tà thuật nguyền rủa càng hiệu quả, nhưng bí thuật này nghe nói chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mới có tư cách tu luyện, nhưng đối phương lại có thể thi triển ra bí thuật này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Còn công kích kinh khủng vừa thi triển ra kia, chính là một trong những bí thuật mà Hàn Lập chọn tu luyện của huyền âm kinh âm ma trảm. Thủ đoạn này cùng với huyết linh toàn có cùng công hiệu. Đồng dạng đem một bộ phận tinh nguyên trong cơ thể tạo ra uy lực cực kỳ cường đại. Khi cùng người khác đầu pháp sống chết mới có thể phóng xuất ra, không gì không thể phá. Âm ma chảm này dựa theo tu vi của người tu luyện nó, Tu ngưng tinh nguyên nhiều hay ít cùng với thời gian bồi luyện dài hay ngắn có thể phán đoán được uy lực của nó. Theo truyền ngôn, nếu sau khi có thể ngưng luyện đến cảnh giới cao nhất thậm chí có thể phá không, đánh nát không gian. Đương nhiên, thủ đoạn công kích chỉ được một lần giống như vậy, người nào lại muốn tổn hao tâm huyết cho nó đây? Ngay cả Hàn Lập cũng chỉ ngưng luyện một ít mà thôi. Sau hai lần công kích vừa rồi không tạo được hiệu quả gì, Hàn Lập đã đoán được đối đám mây của phương sợ rằng có được công hiệu di hình hoán vị cho nên mới quyết định thi triển âm ma chảm đã bồi luyện có chút thành tựu này. Nhát chảm này mặc dù không cách nào phá nát hư không nhưng cũng đủ để đối phó với công hiệu di hình của đối phương. Quả nhiên một kích này thật có hiệu quả, cho dù đối phương thi triển hóa kiếp đại pháp tránh khỏi kiếp nạn này nhưng khẳng định nguyên khí tổn thương không nhỏ, hơn nữa tư vị bàn tay bị chặt đứt chỉ sợ không hề dễ chịu gì. Hàn Lập đang cười lạnh tự đánh giá thì, bộp một tiếng, từ trong đám mây bay ra một mảnh kim quang, đem đoạn tay cụt đang lơ lửng giữa không trung cuốn trở lại. Hàn lập ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, đang suy đoán đối phương có dụng ý gì thì một tiếng giết gào thê lương từ trong đám mây truyền ra. Sau đó đám mây xám trắng kia liền biến mất, thân hình của ôn thiên nhân liền xuất hiện trở lại, hai mắt của Hàn lập chợt lóe lên, lạnh lùng nhìn qua. Chỉ thấy ôn thiên nhân đang cầm đoạn tay cụt kiệu án độc nhìn hắn, mà sau lưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy được sáu hư ảnh cao lớn. Hoặc là trên đầu có sừng, hoặc là thân thể có lân giáp, mỗi người đều dữ tợn và kinh khủng. Trên miệng có răng nanh lộ ra, ma khí quấn quanh thân, giống như là một thiên ma hàng lâm, lục cực chân ma, sắc mặt Hàn Lập Âm trầm thì thào tự nói, "Hừ, ngoi lập tức sẽ biết sự lợi hại của Lục Cực Thánh Tôn." Mặc dù chỉ là sáu ảo ảnh thôi nhưng để đối phó với một tu sĩ kết đan kỳ như ngươi vẫn dư sức ôn thiên nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn một chút qua cánh tay cụt của mình, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy sát khí. Sau khi vị Lục Đạo truyền nhân này tu vi đại thành, hắn chưa bao giờ phải chịu thua thiệt như thế. Thần thông cùng pháp bảo của Hàn Lập Cường đại như thế khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Sát khí trong lòng càng nặng thêm, hắn đột nhiên cầm đoạn cánh tay bị chặt đứt kia nhấn mạnh lên chỗ bị cụt kia, ảo ảnh của người có sừng ở phía sau lưng hắn hé miệng phun ra một đạo hồng vụ, nhanh chóng bao phủ đoạn cụt kia. Một lát sau, sương mù tản ra, cánh tay khô héo kia liền một lần nữa bình thường trở lại, hơn nữa lại có thể hoạt động các ngón tay, nhẹ nhàng di chuyển, dường như đã khôi phục lại như trước kia. Hàn Lập thấy như vậy không khỏi lộ ra sự khiếp sợ. Ôn thiên nhân nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Lập, sự châm chọc chợt lóe lên. Sau đó hắn đột nhiên vung hai tay lên, sáu hư ảnh ở phía sau nhất thời như lớn hơn vài phần, thân hình chúng nó chấp lên, bộ dáng như muốn hành động. Hàn Lập không cần suy nghĩ nhấc tay lên, hướng đến đỉnh đầu đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái. Hai thanh cự kiếm đang lơ lửng trên không trung sau khi chợt lóe ra quang mang liền chém mạnh xuống, ý muốn đem đối phương chém thành bốn mảnh. Ôn thiên nhân chỉ lạnh lùng nhìn Hàn Lập, coi nhưng không nhìn thấy gì, một chút cũng không ngẩng đầu lên. Nhưng bóng hư ảnh cao lớn nhất, tướng mạo hung ác nhất phía sau liền phi thân lên. Hai cánh tay nhanh như tia chớp chụp lấy, mỗi một tay cầm thấy một thanh cự kiếm vào bên trong. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hai tay bắt một pháp quyết, thanh quang của cự kiếm trong tay của hư ảnh nhất thời nổi lên, liều mạng dẫy dụa không thôi. Nhưng hai mắt của hư ảnh cao lớn này chưa lé hồng quang. Hai bàn tay to đột nhiên hợp lại, sau đó ngọn lửa xám từ trong miệng phun mạnh ra đem hai thanh phi kiếm bao phủ vào bắt đầu luyện chế hắc hắc pháp bảo bị đại lực chân ma bắt được ngươi cho rằng có thể thu hồi lại sao ôn thiên nhân nhìn thấy tình cảnh như thế này không khỏi điên cuồng cười rộ lên sau đó không hề do dự hướng đến hàn lập chỉ một cái năm hư ảnh còn lại chợt lóe lên liền biến mất không thấy bóng dáng sau một khắc liền hiện ra bên ngoài vòng bảo hộ của hàn lập ôn thiên nhân sau đó mới lộ ra bộ dáng như đã nắm chắc thắng lợi chuẩn bị lệnh cho hư ảnh này tiêu diệt Hàn Lập. Đối với sự lợi hại của lục cực chân ma này hắn tin tưởng 10 phần. Tin tưởng rằng nếu như sáu hư ảnh này liên thủ đối địch, cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không dễ chịu chút nào. Nếu không, lục cực chân ma có thể huyễn hóa ra này sao lại xứng đáng với đệ nhất ma công của loạn tinh hải được. Ngay lúc này ánh mắt của Hàn Lập đột nhiên lạnh lùng, sau khi nhấc hai tay lên, hai đạo kim sắc lôi điện xuất hiện bắn nhanh ra đánh lên hai đạo hư ảnh gần nhất một màn khiến cho ôn thiên nhân không thể tin được xuất hiện hai đạo hư ảnh trong tiếng sấm kia đột nhiên thân hình mờ nhạt dần trên mặt lộ ra sự thống khổ không chịu nổi sau đó ánh sáng cho chấp động liền hóa thành hư vô a à, ôn thiên nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng tưởng rằng do chính minh hoa mắt không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt ích tà thần lôi trong tay hàn lập đã bắn ra một lần nữa lại là hai đạo lôi điện màu vàng trong nháy mắt liền bắn đến hai hư ảnh khác đồng dạng hoành đùng một tiếng liền bị tiêu diệt Đến lúc này ôn thiên nhân mới phản ứng trở lại, hắn cực kỳ thương tiếc, vội vàng hét lớn một tiếng xuất ra một đoàn ngân quang trong tay áo bay ra. Đồng thời thúc giục hư ảnh cuối cùng kia vội vàng bay trở lại. Phải biết rằng hư ảnh của lục cấp chân ma này mặc dù mượn linh khí vùng phụ cận biến thành, nhưng trong đó cũng có một ít linh lực của bản thân hắn ở bên trong, mỗi khi bị diệt một lần khiến cho tu vi của hắn giảm đi một ít. Mặc dù sau này có thể tu luyện trở lại nhưng lúc này đang đối địch, hắn đã chịu thiệt thòi rất lớn nhưng không chờ ngân quang bay đến trước mặt hàn lập, trên đầu hắn lại vang lên tiếng sấm. Sắc mặt của ôn thiên nhân nhất thời biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hư ảnh trên không trung kia cũng hóa thành một làn khói xanh, mà hai thanh cự kiếm kia cũng đang toát ra vài đạo lôi điện màu vàng, không chút trần chờ chém xuống. Ôn thiên nhân không cần suy nghĩ vội vàng trên thân thể hồng quang chợt lóe lên. Vù một tiếng hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất tại chỗ. Cự kiếm chém vào khoảng không, sau một khắc thân ảnh của ôn thiên nhân hiện ra cách đó hơn 10 trượng, xanh mặt nhìn chằm chằm hàn lập không thôi. Mà bên ngoài hai chân của hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện hai ngọn lửa hồng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một chút thanh quang. Nhưng lúc này hàn lập cũng không có tiếp tục huy động cự kiếm tiếp tục đuổi giết đối phương, bởi vì bạch quang ôn thiên nhân bắn ra đã hóa thành một cự trung màu bạc thật lớn từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu hắn. chương 572, Bát Môn Kim Quang Kính Ngưng thần nhìn cự trung đang hạ thấp xuống kia, tay hàn lập nhẹ nhàng điểm lên hoa lam cổ bảo trước người một cái, ngay tức khắc vật ấy hóa thành bạch khí bắn lên trên đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó trên cự trung phát ra một tiếng bom, âm thanh này không hề lớn nhưng lại hướng thẳng về phía hàn lập đang ở dưới trung, khiến cho đầu hắn trầm xuống, thân hình chút nữa phải ngã lăn ra. Lại là công kích âm thanh mà hắn ghét nhất, trong lòng hàn lập mắng to một tiếng, nhưng lại không dám chậm trễ thúc giục cổ bảo trên không trung. Hào quang chợt lóe lên, bên trong bạch khí hiện ra nguyên hình của hoa lam. Hoa lam này sau khi xoay tròn một cái liền phun ra một đạo ánh sáng mờ màu trắng quấn lấy cự trung sau đó hướng về lam hoa kéo lại. Ngân trung đương nhiên sẽ không có bị kéo đi dễ dàng như vậy, quanh thân phát ra ngân quang chói mắt. Từng tiếng chuông nối tiếp nhau vang lên không ngừng, nhưng do bạch khí bao quanh nên hàn lập nghe được mặc dù có chút không thoải mái nhưng cũng không có lão đảo người như vừa rồi. Lúc này hàn lập mới không chú ý đến hai kiện cổ bảo trên đỉnh đầu, chuyển ánh mắt nhìn lên người nam tử đối diện. Thần sắc của lục đạo thiếu chủ một lần nữa chấn định lại, tự đánh giá một màn chân ma hóa thân kia bị hóa giải bởi kim quang, sau khi thần sắc vừa động bỗng nhiên nhìn chầm chầm vào hàn lập. Ích tà thần lôi, người có được pháp bảo kim lôi trúc, trong thanh âm của ôn thiên nhân tràn ngập sự kinh sợ. Ngoại trừ ích tà thần lôi chuyên khắc chế ma công trong truyền thuyết ra, hắn thật sự không thể đoán được có loại lôi điện nào lại có năng lực nghịch thiên như thế, trong nháy mắt liền phá vỡ chân ma hóa thân kim lôi trúc này từng tạo nên một hồi tinh phong huyết vũ trước kia không ngờ lại xuất hiện lại còn bị người khác luyện chế thành pháp bảo điều này khiến cho vị lục đạo truyền nhân này khiếp sợ không thôi nghe được ôn thiên nhân gọi ra tên ích tà thần lôi thần sắc của hàn lập khẽ chuyển nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền bình thường trở lại chỉ là thúc giục hoa lam pháp bảo trên đỉnh đầu muốn thu lấy ngân chung này ôn thiên nhân thấy như vậy liền biết rằng mình đoán không có sai nhất thời sắc mặt trắng bạch ra thân là đệ nhất truyền nhân của ma đạo hắn biết được sự đáng sợ của ích tà thần lôi, không phải là tu sĩ bình thường có thể so sánh được. Đối với thần lôi này lại càng kiêng kỵ vô cùng, hơn nữa lại thấy lục cực chân ma dưới sự công kích của ích tà thần lôi ngay cả một chút hoàn thủ cũng không hề có. Hắn chỉ nghe truyền lại rằng đây chính là khắc chế của ma công. Quả thực là một điểm khuyến đại cũng không hề có, đối phương chỉ cần có được thần lôi này cũng đủ để khắc chế 89 phần tà thuật của hắn. Ôn thiên nhân hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt không thay đổi chút nào của hàn lập, sắc mặt bắt đầu âm trầm, trong lòng xuất hiện một tia bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy người đối diện chính là đại địch của cuộc đời hắn. Chẳng những tu vi không hề dưới hắn lại có được ích tà thần lôi có thể khắc chế được công pháp của chính hắn. Đây là điều khiến cho hắn không thể nhịn được, mặc kệ là phải tổn thất bao nhiêu, hôm nay tuyệt không thể để cho đối phương còn sống rời khỏi đảo này. Pháp bảo kim lôi chúc chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mới có thể hoàn toàn yên tâm ôn thiên nhân nhìn hàn lập, trong lòng bắt đầu tàn nhẫn hơn. Ngay lúc này, Thiếu nữ tuyệt sắc đứng ở phía xa xa bị cảnh tượng Hàn Lập cùng với ôn thiên nhân đấu pháp khiến cho kinh sợ trợn mắt há mồn. Thiếu nữ này ngay khi Hàn Lập khu động vệ kim trùng liền đã đoán được thân phận của Hàn Lập, trong lòng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Chỉ là hơn 10 năm không gặp, Hàn Lập tu vi từ kết đan sơ kỳ tăng lên đến kết đan hậu kỳ thật sự làm cho thiếu nữ này khó có thể tin được. Nhưng sau đó nàng lại nghe được hư thiên đỉnh dường như đang ở trong tay của Hàn Lập thì trong lòng cũng có chút thoải mái hơn nhưng cho dù là như vậy thiếu nữ này lúc đầu căn bản không hề xem trọng sự tranh đấu của hàn lập và ôn thiên nhân nàng cho rằng hàn lập nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm cự trong nửa khắc mà thôi sẽ đại bại mà bỏ chạy nhưng tuyệt đối lại không hề nghĩ được đấu pháp đến hiện tại hàn lập lại có thể chiếm được thượng phong đặc biệt khi lôi điện màu vàng của hàn lập vừa hiện ra nhất thời đánh tan ma công của ôn thiên nhân lại càng khiến cho thiếu nữ này linh sợ thêm cảm giác được đầu óc có chút không tốt lắm ích tà thần lôi nàng dường như là nhận ra lai lịch của lôi điện màu vàng kia trước cả ôn thiên nhân bởi vì nửa đoạn thiên lôi trúc ngàn năm trước kia là do nàng tự tay giao cho hàn lập nhưng bây giờ lại có thể biến thành kim lôi trúc chẳng lẽ là do hàn lập từ một địa phương khác đoạt được đây là đáp án duy nhất mà thiếu nữ này có thể đoán được tuyệt sắc thiếu nữ này tự nhiên chính là tử linh tiên tử đã từ biệt ở hư thiên điện thiếu nữ này biến đổi dung nhan lại cùng với ôn thiên nhân ở cùng một chút thoạt nhìn có chút không tình nguyện không biết bên trong đã xảy ra những chuyện gì, lúc này hàm răng của tử linh tiên tử cắn chặt lại. Đôi mắt đẹp nhìn về phía xa xa không chấp một cái, mơ hồ cảm nhận được trận tranh đấu này vẫn còn phải tiếp tục. Ôn thiên nhân thấy ngân trung cũng bị hàn lập thu vào bên trong hoa lam. Thần sắc rốt cuộc cũng biến đổi, kim quang trên trán đột nhiên sáng trói lên, sau đó dường như được hóa thành thực chất kéo dài ra. Trong nháy mắt, một cái sừng tinh xảo trên trán của ôn thiên nhân đột ngột xuất hiện ra kim quang trói mắt kèm theo những phù văn khó hiểu, thoạt nhìn không hề có chút ma khí nào ngược lại có bộ dáng tràn ngập linh khí. Nhìn một sừng đầy yêu dị của đối phương, Hàn Lập hít mắt lại, trong lòng dùng mình. Hắn không suy nghĩ hướng đến hai thanh cử kiếm ở xa xa chỉ một cái, lại đánh ra hai đạo pháp quyết. Thanh sắc cử kiếm sau khi phát ra âm thanh vù vù liền giải thể ra, một lần nữa hóa thành hơn 20 thanh tiểu kiếm. Tiểu kiếm này sau khi bị kiếm ảnh phân quang thuật thúc dụng, lần nữa huyến hóa thành ba đạo kiếm quang, sau đó bay trở lại, trong nhát mắt liền xuất hiện bên người của Hàn Lập bay lượn không ngừng tạo ra một vòng bảo hộ. Tốt, rất tốt, không nghĩ đến người có thể bước ta đến như thế này. Vốn ta cho rằng thế gian này ngoại trừ lão quái nguyên anh kỳ ra thì trong kết đan kỳ sẽ không có một ai là đối thủ của ta. Nhưng bây giờ xem ra ta quả thật có chút tự đại. Bất quá bây giờ gặp được ngươi coi như là vận khí của ta không tệ. Nếu không sau khi ngươi tiến vào nguyên anh kỳ mà muốn tiêu diệt ngươi thì lại càng khó ôn thiên nhân nhìn hành động của Hàn Lập như không có gì. Ngược lại thần sắc bình tĩnh xuống mà thản nhiên nói. Trên chán hắn sau khi xuất hiện một cái sừng màu vàng dường như tràn ngập tự tin. Một tia kinh hoàng ban đầu ẩn ẩn kia đã biết mất vô ảnh vô tung. Trên mặt của Hàn Lập không lộ ra chút khác lạ nào, nhưng thần thức của hắn hướng đến trên người của đối phương đảo qua một lần. Kết quả ngoại trừ cái sừng trên chán hắn ra, thì tu vi của hắn cũng không tăng vọt lên hoặc có biến hóa gì khác. Hàn Lập nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, càng thêm cảnh giác lên hắn không cho rằng những lời nói của đối phương chỉ là hù dọa mà thôi chiếc sừng vàng cai khẳng định là có điều quỷ quái ở bên trong không chờ cho hàn lập hiểu ra thì ôn thiên nhân ở phía đối diện liền mở hai tay ra từ trong tay áo của y trực tiếp bắn ra tám ngọn lửa màu vàng kim diễm này lớn khoảng một bàn tay ánh sáng trói mắt bắt đầu quay tròn quanh người ôn thiên nhân thấy đối phương thả ra một vật như vậy trong lòng hàn lập thở dài một hơi có chút buồn bực hắn rất rõ ràng mặc dù bảo vật trên người của mình trong các tu sĩ đồng cấp tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cùng so sánh với đối phương mà nói khẳng định là không cùng một cấp bậc. Dù sao đối phương với thân phận là thiếu chủ của nghịch tinh minh, mà đạo đệ nhất truyền nhân thì có được một ít bảo vật cũng là chuyện bình thường. Hắn cũng không thể tiếp tục liều mạng đi so bảo vật với đối phương, phải nghĩ ra một phương pháp vây khốn đối phương lại, một kích phải giết chết. Hàn Lập cũng không biết rằng ngay khi hắn nghĩ như vậy thì trong đầu ôn tiên nhân cũng cơ hồ xuất hiện một ý nghĩ giống như vậy hắn đối với tầng tầng thủ đoạn của Hàn Lập cảm thấy có chút sợ hãi. Bởi vậy hắn cũng không đơn giản dùng bảo vật khác mà trực tiếp thi triển ra đòn sát thủ của mình, đem tám kim sắc hỏa diễm này đi ra. Lúc này kim diễm như được đông cứng lại, hiện ra tám cái cổ kính thuần kim. Cái kính này lớn khoảng ba bàn tay, một mặt bóng loáng như nước, kim quang ẩn ẩn lưu động trên đó. Mặt còn lại đầy vết nhăn, rất gồ nghề, có vẻ xấu xí vô cùng. Hàn lập nhìn thấy vậy dị sắc trong mắt chợt lóe lên, mơ hồ đã từng nghe nói qua cổ kính này nhưng nhất thời lại không nhớ rõ. Bát môn kim quang kính, một tiếng thét kinh hải từ phía sau ôn thiên nhân truyền đến, sau đó lập tức ngưng lại. Hàn lập ngẩn ra, theo ánh mắt nhìn lại quả đúng là tuyệt sắc thiếu nữ đang dùng hai tay che miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cổ kính màu vàng này. Bát môn kim quang kính, Hàn lập cảm thấy tên này có chút quen thuộc, trong giây lát liền nhớ đến lai lịch của nó, trong lòng liền như chết lặng đi. Nếu bạn gái ta đã gọi ra lai lịch của tấm kính này, vậy ngươi cũng biết được sự lợi hại của nó. Bây giờ ngươi chết chắc rồi ôn thiên nhân quay đầu, nhìn từ linh tiên tử một cái đầy thâm ý, sau đó quay lại lạnh lùng nói. Chiếc sừng màu vàng trên trán của hắn chợt lóe sáng lên, đột nhiên phun ra một đạo kim quang, bắn lên trên tấm kính gần hắn nhất, sau đó kim quang kia lại bắn lên một tiểu kính khác. Trong nháy mắt bắn ra 8 lần, mỗi một lần bắn ra thì kim quang lại lớn mạnh hơn vài phần, sau khi bắn lên cổ kính cuối cùng thì kim quang đã lớn bằng bàn tay của trẻ em chương 573, Kim Quang Thần Diễm. Sắc mặt của Hàn Lập lúc này đang rất khẩn trương, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của đối phương, tay nắm chặt ngọc như ý hai màu hồng hoàng kia. Đồng thời ngân quang sau lưng chợt lóe, hai cái cánh trắng hiện ra sau người. Bát môn kim quang kính, như thế nào đối phương lại có được đồ vật nghịch thiên này? Khóe miệng của Hàn Lập không khỏi hiện ra một tia cười khổ. Khi nhớ được lai lịch của món đồ này, ý niệm đầu tiên trong lòng hắn chính là không thể đón đỡ được pháp bảo này cùng ngạnh kháng với bảo vật trong truyền thuyết này, trừ khi đầu của hắn ở nên ngu ngốc mới đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Bát môn kim quang kính này từng tiêu diệt qua tuyệt đỉnh pháp bảo một đời của người đứng đầu tinh cung, từng đi theo một vị tu sĩ công pháp thông huyền, uy chấn cả loạn tinh hải mấy trăm năm. Trong những năm đó, vị tu sĩ này một mình đối kháng với cả thế lực của tinh cung mà không bị rơi xuống hạ phong, quả thực là tinh hải đệ nhất tu sĩ hàng thật giá thật. Mà nó lại có danh tiếng lớn như vậy, chủ yếu là thiên kính tán nhân này tu vi rất cao, tại tinh hải khi đó có một không hai. Bất quá bổn mạng pháp bảo của hắn bát môn kim quang kính này uy lực quá lớn, tất cả mọi người đều biết được, thậm chí khi đó được xưng là đệ nhất pháp bảo công kích của loạn tinh hải. Những tu sĩ chết dưới kinh này hằng hà sao số, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có khoảng 5-6 vị chết dưới nó. Có thể thấy được pháp bảo này kinh khủng bao nhiêu. Đương nhiên tám mặt kính này của ôn thiên nhân khẳng định không phải là vật của thiên kính tán nhân năm đó, chỉ là một vật phẩm được phục chế mà thôi bởi vì lấy tu vi của ôn thiên nhân không có khả năng có thể khống chế được pháp bảo đầy uy lực nọ sợ rằng muốn đem pháp bảo này hút được vào bên trong cơ thể đã bị uy năng cường đại của nó phá hỏng cơ thể rồi nếu như là vật thật thì hàn lập không hề nghĩ ngợi lập tức chạy khỏi nơi đây căn bản không hề có ý niệm chống đỡ nó trong đầu nhưng là cho dù đối mặt với phục chế phẩm đã giảm uy lực đi rồi này hàn lập cũng không có ý định ngạnh kháng với nó chút nào dù sao tinh hải đệ nhất pháp bảo công kích thật sự là rất dọa người thật sự không tiếp được, hắn chuẩn bị mượn tốc độ của phong lôi xí tạm thời tránh đi. Hắn đối với tốc độ lôi độn của phong lôi xí này có vài phần tin tưởng. Cho nên mặc dù trong lòng rất khẩn trương nhưng cũng không có lộ ra vẻ bối rối. Lúc này ôn thiên nhân đang trải qua một mặt kính cuối cùng bắn trở lại liền ngưng tụ thành một đạo kim sắc lớn bằng cái đầu, lơ lửng trên không ở trước ngực hắn, hơn nữa chợt lớn chợt nhỏ biến đổi không ngừng, dường như có thể tùy thời mà nổ tung ra. Ôn thiên nhân không chút trần chờ hướng đến quang cầu phẩy tay một cái, quang cầu vù một tiếng bay lên trên bàn tay của hắn. Tay ôn thiên nhân nâng quả quang cầu này, liền liếc mắt nhìn hàn lập ở phía đối diện, ánh mắt rơi lên trên đôi cánh sau lưng hắn thì trên mặt hiện ra một tia cổ quái nhưng sau đó liền biến mất không thấy. Lúc này, tử linh tiên tử nhìn sang chiếc kim sừng trên trán của ôn thiên nhân, sau đó lại nhìn sang đôi cánh sau lưng của hàn lập, cảm giác được trong miệng có chút khô đi, ánh mắt đầy phức tạp. Một phen kịch đấu của hai người này khiến cho nàng mở rộng tầm mắt, Căn bản không thể so sánh với các tu sĩ bình thường khác được. Mà lúc này hai bên cũng đã xuất ra tuyệt chiêu, hiển nhiên muốn phân tranh sinh tử đây. Dưới không khí khẩn trương này, nàng không khỏi nín thở, chỉ yên lặng nhìn chăm chú không lên tiếng. Về phần nàng ta rốt cuộc hy vọng bên nào chiến thắng, chỉ sợ rằng có nàng mới biết rõ được. Ôn thiên nhân đã động thủ, quang đoàn màu vàng hắn cầm trong tay đột nhiên dâng lên trước ngực, sau đó tay kia nhẹ nhàng vỗ bên ngoài một cái. Hai bàn tay cùng đánh lại với nhau quang đoàn bị vỡ ra, vô số quang cầu nhỏ khoảng ngón tay cái vang ra khắp nơi nhưng quỷ dị một điều là không một quả nào không bắn lên trên tám mặt kính. Nhất thời quang mang trên kim kính đại thịnh, sau khí run rẩy một trận liền từ trong kính bắn ra tám cột sáng màu vàng. Cột sáng từ trong cổ kính này cơ hồ vừa mới được bắn ra, liền xuất hiện trước mặt của Hàn Lập. Tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập phải biến sắc, âm thanh phục phục liên tiếp truyền đến hơn 10 kiếm quang được kiếm ảnh phân quang thuật huyễn hóa ra vừa tiếp xúc với cột sáng này trong nháy mắt lập tức hóa thành hư vô, do dù là bản thể thanh trúc phong vân kiếm dưới sự trùng kích của kim quang này khiến cho thanh quang toàn thân chợt lóe lên, sau đó không thể chống đỡ được bay ra ngoài. Không thể ngăn cản kim quang này chút nào. Ngũ hành cự hoàn ở phía sau hào quang chợt lóe lên nhưng thật ra chỉ ngăn cản trong chốc lát sau đó phát ra âm thanh gào thét, hào quang lóe lên, cự hoàn trước mặt hàn lập đã hỏng mất, hóa thành vô số bột phấn. Trên mặt Hàn Lập hiện ra sự hoảng sợ, đồng thời trong lòng có chút thương tiếc. Ngũ hành hoàn này đối phó với tu sĩ cấp cao không có tác dụng lớn lắm, nhưng dùng để đối phó với tu sĩ cấp thấp không có chút bất lợi nào, phi thường tiện dụng, quả thật có chút đáng tiếc. Mắt thấy kim quang sắc bén vô cùng này phá tan cử hoàn, muốn đánh lên trên một màn hào quang cuối cùng. Hàn Lập lại than nhẹ một tiếng, tiếng sấm cùng với tiếng xé gió vang lên sau lưng Hàn Lập, phong lôi xí sau khi động một cái khiến cho cả người Hàn Lập biến mất tại chỗ. Tám cột sáng kia bắn thẳng đến chỗ hắn đứng trước kia, xuyên thủng mà bay qua. Sau một khắc cả hàn lập hiện ra ở trên không trung khoảng 10 trường. Đồng thời âm thanh sấm sét kia lại vang lên, cả người một lần nữa biến mất. Ôn thiên nhân nhìn thấy như vậy đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó như nhớ đến điều gì lập tức biến sắc, xích hỏa dưới chân chợt lóe lên, phù một tiếng bay đi, đảo mắt liền xuất hiện cách đó không xa. Trong nháy mắt hắn vừa rời đi, hàn lập lại hiện ra ngay vị trí đó, thanh sắc kiếm quang trên tay chấp động, trên mặt hiện ra sự ngạc nhiên nhưng sau đó hắn không khách khí lại hoành đùng một lần nữa ngân quang biến mất ôn thiên nhân lúc này không có phi đồn chạy đi nhưng chiếc sừng màu vàng trên trán lần nữa bắn ra một đạo kim quang tám mặt tiểu kính đồng thời bay lên trời mặt kính hướng xuống dưới kim quang sau khi bắn vào trong một tiểu kính trong đó đồng thời tám mặt kính phát ra âm thanh nhỏ sau đó vô số kim quang từ trong kính dập trời dập đát bắn ra ngoài hướng ra bốn phía tạo thành một cái lồng giam Kết quả phía sau lưng ôn thiên nhân hơn 10 trượng, thân hình Hàn Lập vừa xuất hiện, vô số đạo kim quang lập tức sáng lên, đem Hàn Lập vây chặt vào trong. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, vội vàng thúc giục phong lôi xí ở phía sau, nhưng thân hình hắn đang ở trong kim quang giống như là bị động lại, căn bản không cách nào di động được. Vì vậy Hàn Lập không hề nghĩ ngợi vun hai tay lên, hai thanh phi kiếm rời tay bắn ra ngoài, phóng lên kim quang khắp bốn phía, liền chém lên đó một trận biên cuồng nhưng kim quang lại không chút sứt mẻ chút nào trong lòng hàn lập trầm xuống vội vàng há mồn một đạo kim hồ lớn khoảng ngón tay phun ra kim quang bốn phía sau khi lóe lên một chút liền bình thường trở lại dường như không bị gì lúc này kim quang hộ thể cùng với cái lồng hai màu hồng hoàng đan sen vào nhau màn hào quang bắt đầu chấp động lên không thôi bộ dáng dường như cũng bị kim quang kia xuyên thủng qua hàn lập xanh mặt phung ngọc như ý trong tay lên rót linh lực vào trong đó màn hào quang bảo vệ màu hoàng hồng lập tức quang mang đại thịt, sau đó màu sắc bắt đầu thay đổi sau một khắc liền hóa thành ngân sắc chói mắt. Kim quang này nhất thời không thể đi đến thêm chút nào. Ôn thiên nhân thấy như vậy cũng không có lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, ngược lại vẻ dữ tợn trên mặt chợt lóe lên, hai tay bắt một pháp quyết, tám tiểu kính đột hiên hướng lên trên đỉnh đầu hàn lập bay đi. Kim quang bắn ra bốn phía, hóa thành tám ngọn kim sắc hỏa diễm xuất hiện trên đỉnh đầu hàn lập. Lúc này khuôn mặt ôn thiên nhân hiện ra sự trịnh trọng, hai tay không ngừng đánh ra các thủ ấn phức tạp, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp. Sau đó hắn liền hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra, mỗi khi phun ra một lần sắc mặt hắn lại tái nhợt đi một phần, sau khi tám búng tinh huyết phun vào kim diễm thì sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, một tia huyết sắc cũng không có nhìn thấy. Nhưng tám đạo kim diễm kia trong nháy mắt liền phát ra hỏa quang tận trời, uy lực như được tăng lên gấp đôi. Có thể chết dưới kim quang thần diễm trong truyền thuyết, người xem như cũng xứng đáng. Bằng vào tu vi pháp lực của ngươi, có thể sinh tồn trong kim diễm cao nhất chỉ có ba khắc cho dù ngươi có bản lãnh lớn đến cỡ nào ôn thiên nhân lạnh lùng nhìn hàn lập bên trong màn hào quang một cái, lạnh lùng nói. Sau đó hắn không hề trần chờ nữa, hướng đến không trung điểm một cái, tám đoàn kim diễm trên đỉnh đầu của hàn lập trước sau rơi xuống dưới. Hàn lập lập tức bị kim sắc hỏa diễm hung hăng bao phủ vào bên trong. Thân hình ôn thiên nhân nhoáng một cái liền hóa thành một đạo kim quang phi độn lên trên ngọn lửa, khoanh chân ngồi xuống. Sau đó hai tay hắn kết một thủ ấn cổ quái, chiếc sừng màu vàng trên trán hắn bắn ra một sợi tơ vàng nhàn nhạt, nhạt rất khó thấy trực tiếp bay vào trong kim diễm phía dưới cùng với kim quang quanh thân hàn lập liên kết với nhau đồng thời hắn cũng chậm rãi nhắm mắt lại hàn lập trong hỏa diễm lúc này lại tỉnh táo vô cùng nhìn chằm chằm kim quang quanh thân cùng với kim diễm khắp bốn phía vẻ mặt rất ngưng trọng kim diễm này ngay khi xuất hiện thì tốc độ tiêu hao linh lực của hắn tăng lên gấp năm sáu lần từ trên người điên cuồng tuông ra nếu không màn hào quang ngân sắc kia sẽ hỏng mất như vậy có thể đoán được đối phương muốn dùng kim sắc hỏa diễm này khiến cho linh lực của hắn tiêu hao hết sau đó lại đem hắn luyện hóa thành cho bụi. Nếu không phải hắn tại hải ngoại tìm hiểu được phương pháp bảo hộ của lang thủ như ý này, sợ rằng trong nhất mắt hắn khó có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ. Mà uy lực của kim quang thần diễm này tựa hồ không giống nhau, mặc dù không bằng kiềm lam băng diễm, không cách nào so sánh với tu la thánh hỏa. Nhưng lại không hề thấp hơn thiên đô thi hỏa của cực âm. Trong lòng hàn lập âm thầm phân tích uy lực của kim diễm chương 574, quỷ vụ huyện, nếu là tu sĩ kết đan hậu kỳ bị kim diễm này bao vây vào trong mà nói, thì sẽ giống như lời của ôn thiên nhân, căn bản không cách nào chống đỡ được nửa khắc. Nhưng hàn lập lại không giống như vậy, giờ phút này hắn nhìn vào kim diễm trung quang, khẽ nhăn chán một cái, bàn tay vỗ lên trên túi chữ vật. Lúc này trên tay đã xuất hiện một cái bình nhỏ, nhìn bình nhỏ này hàn lập không khỏi khẽ thở dài một hơi. Vạn niên linh dịch này vừa mới đến tay, sợ rằng bảo toàn không được bao lâu nói đến cũng buồn cười nếu hắn không lấy được linh dịch từ trong tay của nguyên giao thì sợ rằng lúc này quá nửa là phải chết chắc nhưng cũng như vậy không phải vì linh dịch này hắn cũng không phải gặp vị lục đạo truyền nhân và có kết quả bị vây khốn như thế này điều này khiến cho trong lòng hàn lập có một loại cảm giác cổ quái hiện tại thoạt nhìn qua thì hắn đã ở vào thế hạ phong nhưng có được bình vạn niên linh dịch này thật ra hắn căn bản không còn sợ hãi nữa ngược lại bất luận là kim quang vây khốn hắn hay là kim diễm hung hăng kia ôn thiên nhân cũng không có khả năng thi triển ra nhiều. Đối phương cùng với hắn bắt đầu đánh nhau sống chết về tu vi cùng khả năng chịu đựng. Ngược lại hắn có được cơ hội thủ thắng, lần này đối phương tuyệt đối là tự chịu chết. Nghĩ đến đây, trên mặt hàn lập hiện ra một tia cười lạnh, tại bên trong màn hào quang hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị cùng với vị lục đạo truyền nhân thi đấu pháp lực, sau đó lại phản một kích. Vì vậy xuất hiện một màn kỳ quái, vốn trên không trung đầy tiếng sấm giờ lại bắt đầu yên tĩnh không một tiếng động nào. Ôn thiên nhân cùng với hàn lập đều tự ngồi xuống tính tọa Chỉ còn có kim diễm cao mấy trượng kia vẫn vô thanh vô tức thiêu đốt. Tử linh tiên tử thấy cảnh này, lưu quang trong đôi mắt sáng chuyển động, trong lòng có chút thở dài. Dưới suy nghĩ của nàng Hàn lập bị ôn thiên nhân dùng thần diễm vây khốn không cách nào thoát thân được, nhất định sẽ thất bại. Mặc dù hàn lập có thể dựa vào màn hào quang màu bạc kia nhất thời không có chuyện gì, nhưng chỉ bất quá là đau khổ chống đỡ mà thôi. Nàng chỉ mang theo vẻ mặt phức tạp đứng ở xa xa, không có ý tứ tiến lên. Xem ra không đợi cho trận chiến này hoàn toàn chấm dứt, nàng sẽ tham gia vào cuộc tranh đấu của hai người bọn họ. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài đảo, bọn người Mai Thị Huynh muội chiêu lão giả cùng với các tu sĩ cấp thấp khác, mặc dù khoảng cách quá xa không nhìn thấy được trận đại chiến của Hàn Lập và Ôn Thiên Nhân. Nhưng từ phía xa xa kia truyền đến ánh sáng chói mắt cùng với âm thanh bạo liệt, bọn họ mơ hồ có thể cảm ứng được. Kết quả, sắc mặt của mọi người đều đại biến bọn họ cho rằng bóng trắng kia đang cùng với ti sĩ kết đan kỳ trên đảo tranh đấu tự nhiên không dám rời khỏi nơi đây mà bây giờ tất cả âm thanh cùng với dấu hiệu đấu pháp đã biến mất làm cho các tu sĩ này bắt đầu nhìn lẫn nhau không biết thắng bại ra sao hay là đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn tự nhiên không dám rời đi chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục chờ đợi tại chỗ ở một phía khác của hòn đảo bọn họ không có phát hiện ra một đội mỹ nữ đang bao quanh một chiếc thú xa cũng đang lo lắng vô cùng các nàng mặc dù chỉ là thiếp thân thị nữ của ôn thiên nhân nhưng trên thực tế địa vị không khác gì thế thiếp, tất cả đều trải qua sự sủng hạnh của vị lục đạo truyền nhân này. Nếu như ôn thiên nhân xảy ra chuyện gì, sau khi các nàng trở về, sợ rằng sẽ gặp phải chuyện đáng sợ đến như thế nào cũng có thể đoán được. Bất quá, do ôn thiên nhân khi mang theo tử linh tiên tử bay khỏi đây, đã ra lệnh cho các nàng ở tại chỗ. Cho nên những thị nữ này tuy trong lòng có chút bất an, sau khi thương lượng lại với nhau vẫn không dám đi vào trong đảo nhỏ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, từ ban ngày đến tối, từ buổi tối lại chậm rãi đến sáng. Vô thành vô tức giã trải qua hơn một ngày, mà trên đảo vẫn yên lặng, phảng phất như tranh đấu hôm qua căn bản như chưa từng xảy ra. Lúc này, hai nhóm tu sĩ ở hai bên đang chờ đợi bắt đầu nôn nóng. Vùng phụ cận bắt đầu xuất hiện các tu sĩ khác, trải qua thiên tượng của ngày hôm qua, tu sĩ ở trên đảo ở vùng phụ cận đều biết được tin tức nơi đây có dị bảo xuất thế tự nhiên tất cả các tu sĩ khác đều chạy đến đây. Trong đó đại đa số là trúc cơ kỳ nhưng vẫn có một ít tu sĩ luyện khí thì không biết trời cao đất rộng. Những người này từ bốn phương tám hướng bay đến, sau khi xem xét vùng phụ cận tiểu đảo, xem xét bốn phía tự nhiên là gặp được đám người lão giả hoặc là nhìn thấy các nữ tu ở quanh thú xa. Cùng với đám người lão giả đối mặt còn tốt, lão giả họ chiêu kia cùng với Mai Thị Huynh muội cũng giao hữu một chút, tiến lên bắt chuyện một ít. Đám người lão giả cũng không có lừa dối mà đem sự thật nói cho bọn họ. Các tu sĩ kia sau khi nghe được đã có hai tu sĩ kết đan kỳ tiến vào trong đảo lại chưa quay trở lại, nhất thời âm thầm bàn tán. Tất cả đều tập trung lại chỗ lão giả, không một ai ngu ngốc đi lên đảo. Mà ở một bên khác, thấy các nữ tu bên cạnh thú xa đều là mỹ nữ, có một ít tu sĩ muốn đi qua bắt chuyện thì liền bị một nữ tu không khách khí xuất ra cờ hiệu nghịch tinh minh, nhất thời các tu sĩ này hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh quay đầu trở lại. Nếu nơi này có tu sĩ của nghịch tinh minh tham dự, bọn họ không có tiện nghi nào có thể chiếm được, lại càng không muốn rước lấy họa lên người một đoạn thời gian sau đó rốt cuộc cũng có tu sĩ kết đan kỳ bay đến đúng là hai người kết bạn với nhau đi đến trong đó có một vị là phó đảo chủ của hoàng minh đảo ở phụ cận phương hướng hai người này đi đến là nơi của các thị nữ của ôn thiên nhân tự nhiên mang theo một vẻ mặt kỳ quái đi lên hỏi bởi vì cả hai đều là tu sĩ kết đan kỳ nên các nữ tu này không dám quá phận do nữ tu đứng đầu đứng ra hàm hồ nói một chút về thân phận của ôn thiên nhân hai vị cao nhân kết đan kỳ này nghe như vậy bị hù dọa giật mình mặc dù hoàng minh đảo là một đảo nhỏ trung lập nhưng đối mặt với ma đạo đệ nhất nhân cùng với nghịch tinh minh thế lực ngập trời của lục đạo cực thánh này tự nhiên không dám trêu chọc vào lúc này bọn họ ấp úng lấy một cái cớ liền lập tức theo đường cũ chuồn mất nói dẫn sao mặc dù không biết được trên đảo này có thật có bảo vật hiện thế hay không nhưng nếu vị lục đạo truyền nhân này đã đi vào rồi thì bọn họ ngay cả một cơ hội làm trò cũng không có mà vị thiếu chủ kia đến hiện tại còn không có quay trở ra vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liên lụy lên trên người bọn họ thì không phải là tự tìm lấy xui xẻo sao kể từ đó mặc dù một ít tu sĩ bị danh tiếng của nghịch tinh minh hù dọa lui về nhưng ở một địa phương khác có ba bốn mươi tu sĩ tập trung lại chỉ là sau đó không hề có cao giai tu sĩ kết đan kỳ chạy đến nữa những tu sĩ này trong lòng họ đều có quỷ không dễ dàng gì mà xông lên đảo cũng không một ai nguyện ý rời khỏi phần lớn đều có ý định đục nước béo cò. Âm khí mây đen trên đảo không ngừng xoay tròn đã lớn đến nỗi đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. Khiến cho tiểu đảo này lâm vào tình trạng âm u không chút ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, từ một địa phương khác trên đảo đột nhiên bắn ra một quang trụ màu xanh xuyên thẳng vào bên trong âm vân. Vốn bầu trời đang quay cuồng kia yên tĩnh trở lại, tất cả âm vân bắt đầu trầm xuống, chậm rãi hạ thấp xuống, cuối cùng dừng ở khoảng không cao hơn trăm trượng. Một bộ dáng như vậy khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi như bão táp đang kéo đến. Một màn thiên tượng biến ảo như vậy khiến cho trong lòng các tu sĩ ở phụ cận đều dùng mình. Những một ít tu sĩ có tâm tư linh hoạt lại âm thầm cảm thấy vui mừng và sợ hãi. Bởi vì bọn họ cho rằng lục quang kia chính là quang mang do dị bảo xuất ra, là dấu hiệu bảo vật sắp hiện thế. Nhất thời một phận tu sĩ này không có cách nào kiềm hãm được lòng tham của mình, sau khi thương lượng một phen liền có hơn 10 tu sĩ muốn bay vào trong đảo tìm kiếm một phen bọn họ cho rằng nhiều chút cơ kỳ tu sĩ liên thủ lại với nhau thì cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng không dễ dàng cầm cố được bọn họ còn bộ phận tu sĩ còn lại thì ổn trọng hơn nhiều chỉ là lạnh lùng nhìn hành động của bọn họ có người nguyện ý làm đá dò đường thì bọn họ vui vẻ xem tình hình rồi mới tính huống hồ bọn họ cho rằng ở bên trong đó đã có tu sĩ kết đan kỳ vào trước thì những người này có thể chiếm được những chỗ tốt được sao cùng lúc đó một địa phương khác của đảo nhóm thị nữ của ôn thiên nhân cũng không có tiếp tục chờ đợi tại chỗ được, các nàng vây quanh thú sa đồng dạng bay lên trên đảo. Những người này không biết được bên trong lòng biển cách đảo hơn trăm dặm đột nhiên có hắc quang quỷ dị chấp động, tiếp theo một cái khe màu đen tinh tế xuất hiện. Sau đó từ bên trong cái khe đó thoát ra vô số hắc vụ. Những vũ khí này lúc đầu chỉ lớn hơn một trượng, nhưng lập tức bành trướng ra, trong chốc lát liền lớn hơn rất nhiều, đang còn không ngừng khuếch trương ra ngoài mà bên trong vũ khí kia chẳng những ẩn chứa âm thanh quỷ khóc sói chu, hơn nữa còn có những tia chớp màu đen kỳ quái không ngừng chớp động bên trong, càng quỷ dị hơn là đám tôm cá xung quanh hắc vụ phảng phất như bị cái gì đó lôi kéo, tất cả giống như thiêu thân lao vào lửa mà hướng đến vũ khí bay đi. trong nhát mắt, tất cả sinh vật sống vùng phụ cận đều bị quét sạch sẽ, nhưng hắc vụ phảng phất như vẫn chưa đủ, bắt đầu mở rộng diện tích ra, hai giảm, ba giảm, chúng chẳng những là toát ra ngoài hơn nữa phụ cận của nó đều là thiên hạ của hắc phụ. Hắc sắc phụ hải kinh người kia khiến cho người ta cảm thấy tê dại ra đầu, vô cùng kinh hãi. Mà từ trên cao nhìn xuống, phạm vi chúng nó khuếch tán ra không bảo lâu nữa là đến đảo nhỏ Nguyên Giao đang thi triển hoàn hồn thuật. Những tu sĩ trên đảo, kể cả Hàn Lập cũng không biết. chương 575, mạc danh hung hiểm, trên đảo nhỏ, Hàn Lập đang ở bên trong màn hào quang bạc, ngửa đầu đổ vào bên trong miệng một giọt linh dịch sau đó nhìn một chút bình nhỏ trong tay lộ ra vẻ mặt trầm ngâm đây đã là giọt linh dịch thứ năm hắn đã nuốt kim quang bên ngoài không hề yếu đi chút nào nhưng kim diễm bên ngoài nó so với lúc đầu đã nhỏ hơn một ít xem ra trải qua thời gian tiêu hao dài như vậy đối phương đã bắt đầu chống đỡ không được nói vậy thì một đoạn thời gian tiếp theo là lúc hắn thoát khốn sau khi tự đánh giá đến đây bạch quang trong tay hàn lập chợt lóe lên thân sắc tỉnh táo đem bình nhỏ cho vào bên trong túi chữ vật đồng thời ngẩng đầu nhìn âm vân trên bầu trời một chút trên trán không khỏi nhíu lại mới vừa rồi lục sắc quang trụ phát sinh dị biến trên bầu trời hắn đương nhiên thấy rất rõ mà phương hướng cột sáng kia truyền ra là nơi mà nguyên giao làm phép mặc dù không biết được tình hình chi tiết bên kia nhưng xem bộ dáng ô vân áp đỉnh thì cũng không phải là hiện tượng hoàn hồn thuật đã hoàn thành đó là ý niệm đầu tiên hiện ra trong đầu hàn lập nhưng cũng nhanh chóng biến mất trước khi thoát khỏi sự vây khốn của kim quang thì bản thân mình còn lo chưa xong tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều về việc này. Bây giờ hắn thở nhẹ ra một hơi, các pháp bảo trong cơ thể bắt đầu nóng lòng muốn thử, đồng thời đôi cánh bạc vốn đã biến mất sau lưng một lần nữa như có như không hiện ra. Ôn thiên nhân trên kim diễm không còn vẻ đắc ý khi vây khốn hàn lập. Ngược lại sắc mặt xám trắng, trên đó còn hiện ra một tầng hắn khí mờ mờ. Chiếc sừng màu vàng trên trán so với hôm qua chỉ còn khoảng một phần ba mà thôi, chỉ còn dài khoảng hơn một tấc. Bây giờ bị sắc mặt vị lục đạo truyền nhân này âm trầm đến dọa người. Trong lòng vừa sợ lại vừa giận, lại mang theo một tia sợ hãi mơ hồ. Kim quang thần diễm này, uy lực của nó có bao nhiêu lợi hại, thân là chủ nhân của pháp bảo hắn rõ ràng hơn bất cứ ai. Khi bắt đầu, hắn nói đối phương có thể ở trong kim diễm chống đỡ được một canh giờ kỳ thực đã khuyết đại ra. Dựa theo ý nghĩ chính thức của hắn, đối phương ngay cả nửa canh giờ cũng khó có mà cầm cự được. Cứ như vậy, Mặc dù là hắn đã tiêu hao một chút nguyên khí nhưng có thể tiêu diệt được cái họa lớn này, hắn cũng cho là đáng giá. Nhưng sau nửa canh giờ, đối phương ở bên trong kim diễm ngay cả một chút động tính cũng không có, làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đến một canh giờ, khí tức của đối phương không có biến mất, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi trải qua hai canh giờ, màn hào quang của Hàn Lập vẫn kiên cố như trước, ôn thiên nhân cảm thấy có chút không ổn. Hắn mơ hồ cảm giác được chính mình đang làm một chuyện ngu xuẩn, đối phương căn bản không sợ cùng với hắn hao tổn pháp lực. Rõ ràng nếu không phải trên người có mang theo một vật có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, thì cũng có huyền cơ khác bên trong. Mà theo hắn biết, có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực cũng chỉ có vạn niên linh dịch vô cùng chân quý mà thôi. Chẳng lẽ đối phương có được vật đó? Ôn thiên nhân rất nhanh liền đoán ra được chân tướng, nhưng bây giờ hắn đã lâm vào thế cưới hổ, đầu tiên là quá nửa chân ma hóa thân đã bị diệt, tiếp theo không tiếc tổn hao chân nguyên vận dụng bát môn kim quang kính, bây giờ tu vi của hắn giảm xuống không ít hàn lập sau khi thoát khốn thì cho dù hắn có liều mạng đi nữa thì phần thắng tuyệt đối không cao bất quá ôn thiên nhân cũng biết rõ ngàn năm linh dịch là loại đồ vật nghịch thiên một tu sĩ không có khả năng mang theo nhiều trên người được bởi vậy trong lòng hắn sau khi suy nghĩ liền tiếp tục dùng kim diễm này luyện hóa hàn lập sau lần liều mạng này khi trở về hắn phải bế quang hai ba mươi năm mới có thể khôi phục được nguyên khí chỉ cần kim quang thần diễm này tiêu hao hết linh dược của đối phương lại đem luyện chế thành cho thì cũng đáng một trận rằng co này kéo dài đến bây giờ mỗi khi trải qua một khắc chung sắc mặt vị lục đạo truyền nhân này càng thêm xanh đến hiện tại màn hào quang màu bạc bên trong kim diễm vẫn dị thường ngưng kết không có chút dấu hiệu nào bị hỏng lộ ra ngoài mà ôn thiên nhân lại không cách nào duy trì lâu được nữa bây giờ hắn cấp tốc suy nghĩ muốn tìm một biện pháp thoát khỏi khốn cảnh trước mắt này mà lục sắc quang trụ vùa mới xuất hiện khiến cho trong lòng hắn mơ hồ có được một ý nghĩ. Tử Linh, người bây giờ đi đến chỗ của hắn, đem đồng bạn của hắn bắt đến cho ta. Người nọ hẳn là đang ở thời khắc quan trọng khi làm phép, không có sức phản kháng ôn thiên nhân mấp máy đôi môi đang muốn phát khô kia, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh cho tử linh tiên tử đang đứng ở phía xa xa kia. Bộ dáng ôn nhu ban đầu với cô gái này hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra vẻ hung ác dữ tợn. Vừa nghe xong những lời này, Thân sắc của Tử Linh tiên tử vẫn đang đứng đợi tại chỗ khẽ biến. Lần này đấu pháp thật sự là một lần nữa khiêu chiến lý trí của nữ tử này. Nàng vốn cho rằng Hàn Lập bên trong kim diễm căn bản không chống đỡ được bao lâu. Nhưng đã trải qua một đêm, Hàn Lập vẫn bình yên vô sự, ngược lại, Ôn Thiên Nhân lại lâm vào khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan, điều này khiến cho trong lòng nữ tử này sợ hãi. Những lời nói của Ôn Thiên Nhân vừa lọt vào trong tai của Tử Linh, tiên tử thông tuệ tuyệt đỉnh như nàng đầu tiên là ngẩn ra sau đó liền hiểu rõ được dụng ý của đối phương vị thiếu chủ nghịch tinh minh này muốn dùng người đang làm phép nào áp chế hàn lập làm cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ hàn lập nếu đồng ý đứng hộ pháp ở bên ngoài hẳn là giao tình không nhỏ mới đúng bất quá nếu như vậy vị lục đạo truyền nhân cao ngạo luôn tự đề cao chính mình phải lâm đến bước đường sơn cùng thủy tận như vậy ngay cả thủ đoạn này cũng dùng đến tử linh khôi phục lại thần sắc lạnh lùng như cũ không có hành động như hắn nói ôn thiên nhân nhìn thấy như vậy hàn quang trong mắt hiện ra, âm thanh lạnh âm trầm hơn. Thế nào, chẳng lẽ ngoi cảm giác được tu vi của bổn công tử đại giảm, muốn kháng mệnh phải không? Hay là do lúc đầu gia nhập bổn minh vô cùng miễn cưỡng, muốn trốn tránh khỏi bổn minh? Bổn minh bây giờ hùng cứ một nửa loạn tinh hải, bảng vào một tu sĩ kết đan sơ kỳ như người có thể trốn đi nơi nào. Tốt nhất nên nghe theo lời phân phó của bổn công tử, hành động kháng mệnh vừa rồi ta có thể xem như chưa từng phát sinh qua, sẽ không truy cứu những lời nói của ôn thiên nhân này vừa cứng vừa mềm. Thân sắc tiên tử biến đổi mấy lần, quay đầu nhìn sang đoàn kim diễm kia, trong lòng nhất thời trần chờ không thôi. Ngay lúc nàng chưa biết phải làm gì thì ở bầu trời xa xa đã có độn quang bay đến, chờ cho đến gần thì tử linh cùng ôn thiên nhân đồng thời nhận ra chúng nữ tu và chiếc thu xa. Ôn thiên nhân nhìn thấy như vậy cho lòng mừng rỡ, mà tử linh tiên tử lại cười khổ trong lòng. Các nữ tử trúc cơ kỳ lúc bắt đầu không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ đến chính là đại ân của ôn thiên nhân nhưng không chờ cho nét cười khổ của tử linh tiên tử biến mất cùng chúng nữ tu ở trên không trung còn có mười mấy độn quang khác bay đến màu sắc chúng không giống nhau mạnh yếu không đồng đều những người này cơ hồ ngay khi chúng nữ tu vừa đến thì bọn họ cũng đã xuất hiện trước mắt giờ phút này bọn họ kinh ngạc nhìn đám nữ tu đối diện đang muốn thi lễ với ôn thiên nhân không khỏi giật mình sau đó hai mặt nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng ôn thiên nhân thấy vậy trên mặt hiện ra vẻ hung ác hắn cười lạnh một tiếng đang muốn nói gì thì thần sắc đột nhiên biến đổi bỗng nhiên hướng về một bên đảo nhỏ nhìn lại trên mặt hiện ra một tia kinh nghi những người khác thấy vậy cảm thấy có chút khó hiểu có người mang theo nghi hoặc cũng nhìn lại đó là cái gì sau khi nhìn thấy liền có một người lập tức kinh hô một tiếng chỉ thấy ở ngoài khơi có một đường màu đen không nhìn thấy giới hạn đang bay nhanh đến tốc độ cực nhanh khiến cho họ cảm thấy khó tin là quỷ vụ trong chốc lát tên còn lại kinh hãi điên cuồng hét lên, lập tức điều khiển độn quang xoay người bỏ chạy. Lúc này những người khác cũng thấy rõ được đường nào đen phía xa đó là cái gì. Rõ ràng là một mảng vụ hải màu đen nhìn không thấy giới hạn, giống như là một vật sống hướng đến bên này tràn qua. Nhất thời các tu sĩ khác đại loạn, lập tức bỏ qua các chuyện khác, tất cả đều hóa thành các loại độn quang, lập tức giải tán. Ôn thiên nhân cùng tử linh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Sau đó, tử linh không chút do so dự dẫm chân một cái, hóa thành một đạo hồng quang phá không bay đi ôn thiên nhân mang theo vẻ mặt khẩn trương nhìn kim diễm bên dưới một chút hàn quang trong mắt chợt lóe lên cắn răng một cái phun ra một ngụm tinh huyết lên trên kim diễm nhất thời kim diễm tăng vọt ba phần lúc này kim quang quanh thân ôn thiên nhân chấp động hóa thành một đạo cầu vòng bay khỏi nơi đây chúng nữ tu cũng theo sát đó mà chạy theo nhưng lúc này một màn khó tin xuất hiện chúng tu sĩ bay đi xa phía trước đột nhiên giống như là chim chúng tên đều rơi lên trên đảo nhỏ Cùng giống với bọn chúng còn có đội thị nữ của Ôn Thiên Nhân, cũng thân hình không ổn, kinh hãi từ trên không trung rơi xuống. Pháp khí phi hành của bọn họ tựa hồ chỉ trong nháy mắt liền mất đi linh tính. Tử Linh Tiên Tử cùng Ôn Thiên Nhân cũng chỉ bay ra xa trong chốc lát, ngay khi đến được bờ biển bên ngoài đảo nhỏ, độn quang quanh thân không hiểu sao lại biến mất, rơi vào trong biển sâu. Cùng lúc đó, kim diễm kia sau khi chập chờn vài cái liền bị dập tắt sạch sẽ, hiện ra nguyên hình tám tiểu kính và màn hào quang màu bạc màn hào quang này vừa mới hiện ra liền phục một tiếng biến mất. Lộ ra hàn lập với vẻ mặt khiếp sợ bên trong, hắn đã nhìn thấy những tao mộ của những người khác, nhưng cũng kinh nghi bất định, không hiểu đã có chuyện gì phát sinh ra thì. Linh khí toàn thân hắn bị kềm hãm lại, một chút pháp lực cũng không thể xuất ra, cả người giống như là phàm nhân, từ trên cao rơi xuống. chương 576, Hắc Ám Kỳ Ngộ, Hàn Lập vô cùng kinh hãi, thân thể hắn bị ném bay từ trên cao hơn 10 trượng xuống bãi loạn thạch dưới đất, nhưng thân thể lại đột nhiên xoay một vòng một cách quỷ dị, hai chân đạp vào nhau làm điểm tựa rồi vù một tiếng bắn về phía một cây đại thụ ở phụ cận, đứng vững chắc trên ngọn cây. Mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán của hắn, may cho hắn là đã học qua La Yên bộ, không cần linh lực pháp lực gì, nếu không chuyện một tu sĩ kết đan kỳ bị ngã chết sẽ trở thành trò cười cho cả tu tiên giới. Nhưng bất quá tu sĩ trúc cơ kỳ khẳng định sẽ không được may mắn như vậy, sợ rằng không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hắn đang cố gắng ổn định tâm thần thì càng Càng hai tiếng từ vùng phụ cận truyền đến, khiến cho Hàn Lập phải quay lại nhìn. Đó chính là hai thanh thanh trúc phong vân kiếm rơi xuống cách đó không xa, bên cạnh là tám mảnh gương vàng, hoa lam cổ bảo cùng với một cái chung nhỏ màu bạc. Hiện tại trông chúng vô cùng ảm đạm, mất hết linh khí. Hàn Lập dùng mình, vội vàng truyền ra một tia thần niệm quét qua bảo vật, kết quả khiến cho tâm trí của hắn vô cùng lạnh lẽo. Thần thức cường đại trong cơ thể hắn hiện tại không thể phát động, không thể đưa ra ngoài một chút nào hàn lập hít sâu một hơi khí lạnh hiện tại pháp lực cùng thần thức đồng loạt mất đi hắn so với người bình thường chẳng khác biệt gì đừng nói là thi triển pháp lực mà ngay cả mở túi chữ vật cùng túi linh thú hắn đều không thể làm được hàn lập quay mặt nhìn sang thấy một màn hắc vụ ngập trời thì không khỏi biến sắc lấy tốc độ hiện tại của quỷ vụ kia thì với thân thể bình thường này hắn hoàn toàn không có chút khả năng chạy trốn nào hàn lập suy tình một chút rồi cắn răng đến chỗ mấy bảo vật rồi hốt hết ôm vào nơi tay vì không thể sử dụng túi chữ vật nên hắn đành nhét mọi thứ vào trong áo, cũng may là mọi thứ đều không quá lớn, nếu không Hàn Lập cũng khó mà thu vào hết được. Ngay khi Hàn Lập đem bảo vật thu hồi xong, thì ở trên cao trăm trượng của đảo, hắc vụ kia cũng đã đến nơi. Hàn Lập mới đứng lên, liền cảm thấy một hấp lực vô cũng lớn phát ra từ quỷ vụ, khi hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị hút về phía nó. Trong lòng hắn hiện vô cùng sợ hãi, thân hình dẫy ruộng, định dùng lại yên bộ bỏ chạy nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Một lát sau, hắn bị hút vào trong một vùng sương mù đen đặc, kế đó là vô số tia chớp màu đen đan xen vào nhau tạo một cái lưới, nhốt hắn vào bên trong. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên, Hàn Lập hiện đang ở trung tâm hắc vụ thì đột nhiên cùng với quỷ vụ biến mất. Hàn Lập hai tai ong ong u u, nhiều loại âm thanh hỗn loạn cứ dội vào bên trong đầu hắn, thân thể hắn bị xoay nhiều vòng liên tục, hắn căn bản là không hề thấy bất cứ chuyện gì, chỉ có thể cảm thấy trước mắt tối đen. Đột nhiên thân thể Hàn Lập không còn điểm tựa nữa, rơi xuống dưới. Bịch một âm thanh trầm muộn vang lên, thân hình rơi mạnh xuống một chỗ, cũng may hắn rơi tại nơi vô cùng mềm và dày nên cũng không có bị thương tổn nhiều, điều này khiến cho Hàn Lập cũng từ từ yên tâm trở lại. Hai mắt vẫn chỉ có thể cảm nhận màu đen, nhưng lại có thể ngửi thấy một cỗ tinh khí nồng đậm, chui vào trong mũi. Hàn Lập không nói lời nào, cảm nhận dưới chân có gì đó dinh dính, còn có gì đó chui qua chui lại. Hắn đang ở nơi có cá và tôm tập trung, tôm cá này còn sống, nhảy lên điên cuồng. Hàn Lập nhớn mày, định đứng dậy, nhưng đầu hắn đột nhiên như nứt ra, đồng thời tay chân cũng nhũn ra, một trận choáng váng dâng lên trong lòng. Hàn lập thầm kêu khổ không ngừng, biết đây là hậu quả của việc không có pháp lực hộ thân mà dám truyền tống quá mức. Sợ rằng trong nửa khắc tới cũng không thể hoạt động được. Nếu đã thế, hắn đánh giá một hồi, rồi bất động nằm trong đống tôm cá, tiết kiệm thể lực, chờ tứ chi hồi phục. Nhưng khi hàn lập đầu vừa chạm vào đất, thì một đoàn tia chớp đen xuất hiện. Trong ánh sáng yếu ớt, hàn lập thấy rõ ràng cách đỉnh đầu mười trượng là một loại đá kỳ lạ chỗ này có vẻ như là một ngôi mộ bên trong đám chớp đen quỷ dị kia hình như là có một vật gì đó hắn thấy thế trong lòng suy tính kết quả là đám chớp đen đó lóe sáng vài lần rồi biến mất từ bên trong thoát ra một vật gì đó hướng tới chỗ hắn hàn lập bị dọa cho giật mình muốn tránh khỏi nhưng lại vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn vật kia hạ xuống một tiếng nữ tử kêu rên trong gió chuyển xuống sau đó một mùi hương tràn ngập cõi lòng một thân thể mềm mại áp chặt vào người Hàn Lập. Đây là một cô gái cũng bị truyền tới chỗ này. Cô gái này dường như vô cùng hoảng loạn, không hề phát hiện Hàn Lập ở bên dưới, xoay người bò lên, vô tình nắm lấy tóc của hắn. Hàn Lập bị rước đi một nắm tóc vô cùng đau đớn, khẽ rên lên. Ai vậy? Cô gái này bây giờ mới phát hiện ra có người bên dưới mình, nhưng lại là một nam nhân xa lạ nhất thời kinh ngạc hét lên vội vàng rời khỏi thân thể của hắn. Nhưng thân thể bị thoát lực chỉ có thể nhổm lên được một chút rồi lại ngã xuống chẳng những không rời khỏi Hàn Lập, mà còn rơi xuống ngực của hắn, hiện ra một đôi mắt vô cùng trong sáng nhìn thẳng vào Hàn Lập. Nhìn qua hình như tuổi cũng vẫn còn trẻ, người là ai, cô gái run rẩy hỏi, trái tim đập thình thịch gấp gáp, âm thanh trong bóng tối yên tĩnh vang lên nghe vô cùng rõ. Nam nhân, thanh âm của cô gái vô cùng êm tai nhưng lại hoàn toàn xa lạ, vì không thấy rõ dung mạo của cô ta nên nhất thời khiến Hàn Lập nổi hứng muốn trêu ghẹo. Ngươi, cô gái nghe lời này trong mắt ngập tràn vẻ xấu hổ, hung hăng chừng mắt nhìn Hàn Lập nhưng bởi vì tay chân bùn rùn nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nàng cố gắng muốn làm cho khuôn mặt của mình rời càng xa Hàn Lập càng tốt, nhưng lại hoàn toàn phí công. Tuy vậy, hơi thở thơm ngát tỏa ra từ miệng cô gái lại tràn đến mặt Hàn Lập. Hàn Lập thấy một cảm giác bất thường, đồng thời thấy thân thể của cô gái này quả là vô cùng mềm mại, hắn hoàn toàn không hề phát giác ra có vài địa phương của mình cũng đang cục cửa. Người đang làm gì? Cô gái thấy thân thể Hàn Lập bất thường thì sự xấu hổ trong mắt ngày càng đậm, hung ác chừng mắt nhìn hắn nhưng lại càng khiến cho hàn lập cảm thấy cô gái này vô cùng đáng yêu không phải ta đang muốn làm gì mà bởi vì pháp lực bản thân đã mất nên có muốn làm quân tử cũng không có cách nào làm được mà ta là một nam nhân bình thường phản ứng như thế trong tình huống này là không thể tránh được hàn lập cười khổ một tiếng thì thảo nói cô gái nghe thế thì hừ một tiếng có vẻ như là không nghe thấy lời giải thích của hàn lập cũng may mà hàn lập cũng không thể nhúc nhích nàng dù cực kỳ xấu hổ nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi Nhất thời, khung cảnh yên tĩnh lại quay trở lại, chỉ có hai tiếng tim đập lần lượt vang lên. Kinh nghiệm lần này đối với Hàn Lập đúng là chưa bao giờ có. Bên dưới thân thì cá tôm lộn nhộn, trên người thì lại có một vị nữ tử xa lạ, mà trong lòng lại tràn ngập ấm áp. Đây đúng là chuyện vô cùng hoang đường, ngươi là đồng đạo cũng tiến vào đảo này. Im lặng một lúc, cô gái đột nhiên hỏi, coi như là vậy đi Hàn Lập nghe câu hỏi thì nhớ lại, ở bên ngoài sông vào tiểu đảo có đến hơn 10 tu sĩ xem ra cô gái này cũng là một trong số đó. Hừ, cái gì là coi như vậy đi, đôi mắt cô gái ánh lên sự nghi hoặc, hỏi lại. Hàn lập nghe thế thì đang định hoa ngôn xảo ngữ nói cho qua chuyện, thì xa xa lại truyền tới rất nhiều tiếng bước chân, tiếp theo là một cây đuốc xuất hiện tiến lại gần nơi này. Hình như bên dưới nó còn có một cái bóng đen đang di động. Hàn lập thấy cảnh này thì trong lòng chợt dùng mình, tất nhiên là chỗ này còn có những người khác, có vẻ như đây cũng là những tu sĩ bị quỷ vụ nọ nuốt vào, trong lúc đó thì cây đuốc đã đi hơn nửa lộ trình tới chỗ hai người đồng tử trong mắt hàn lập thu nhỏ lại thấy rõ người cầm đuốc là năm tên nam tử cao lớn dị thường so với hàn lập hơn cả nửa cái đầu đều là những trung niên ba bốn mươi tuổi bọn họ mặc trang phục màu xanh biếc tay cầm binh khí hình đao kiếm sau lưng lại có vài túi tiền vô cùng lớn đang vội vã chạy nhanh hướng tới nơi này hàn lập thấy thế thì thầm kinh ngạc thầm suy đoán lai lịch của những người này trên mặt một đám tóc lướt qua cô gái kia cũng nhìn thấy những người đang chạy về phía mình, thân thể mềm mại hơi run, tựa hồ có chút bất an. Hàn lập thấy cảnh này, cau mày, ngón tay hơi động có chút khí lực. Xem ra thân thể đang rất nhanh hồi phục trở lại, chương 577, vô danh chi địa. Một lát sau, anh Đúc cũng đến phụ cận nơi này. Theo ánh sáng, Hàn lập thấy một chút cảnh vật ở đằng xa. Phụ cận tôm cá phủ dày một tầng trên mặt đất, mà hắn cùng cô gái lại nằm trên một đống cao nhất. Còn ở đằng xa, do có một tảng đá chặn lại nên không cách nào biết rõ, chỉ có thể cảm nhận nơi này vô cùng rộng lớn, cũng không thể nhìn thấy những thứ bên trên vách động. Mấy tên nam tử kia cách hàn lập hơn 20-30 tượng, liền dừng bước. Bọn họ nhanh chóng đem áo ra trải xuống mặt đất, trừ một người đang đứng canh gác thì những người còn lại cắm đầu thu gom tôm cá vào bên trong bao. Thấy cảnh này, hàn lập có chút ngạc nhiên, cô gái kia cũng kêu lên một tiếng, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ nên vẫn chưa bị mấy tên nam tử kia phát hiện theo bản năng Hàn Lập nhìn lại cô gái này. Kết quả là một khuôn mặt vô cùng tú lệ, mơ hồ hiện ra trong bóng tối. Cô gái này lập tức phát hiện ra hành động của Hàn Lập, mặt hơi ửng đỏ, lẩn trốn đi chỗ khác, khuôn mặt lần nữa lại bị che khuất, chỉ còn lưu lại một đôi mắt sáng đang ngượng ngùng. Hàn Lập thấy thế không khỏi có chút buồn cười, cô gái này cũng có chút ý tứ, khi không thấy khuôn mặt thì nàng ra vẻ vô cùng thẳng thắn, có chút điêu ngoa. Nhưng sau khi bị nhìn thấy thì lập tức trở nên nhát gan, xấu hổ làm cho sự hung hăng của hắn không còn một chút nào. Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hão từ xa truyền đến. Không hay rồi, nhanh chóng rút lui, có hỏa lân thú đến nam nhân canh gác kia đột nhiên quay đầu lại nhìn những người kia hét lên. Nhất thời tất cả mọi người liền đem túi vác lên trên lưng, nhanh chân chạy như điên về một hướng khác. Tại chỗ chỉ còn lại hai người và một cây đuốc sáng cắm trên mặt đất. Đồng thời, từ xa hình như có vài tiếng rú vang, hình như có vật gì phát hiện mấy người, tiếp theo. Bịch, bịch có tiếng vật nặng rơi xuống đất cấp bách truyền tới một thân ảnh đỏ sậm dài chừng mấy trường gấp rút từ trong bóng tối lao ra sau một lúc lại biến mất rất nhanh hàn lập đã được thấy tận mắt hỏa lân thú kia đúng là một quái thú dữ tợn lân giáp trên người màu đỏ hồng răng nhe ra há miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt hình như vô cùng hung hãn trong nháy mắt nơi này khôi phục lại sự yên tĩnh hàn lập thở ra một hơi may mà quái thú cai không phát hiện ra bọn họ đúng là trong hỏa có phúc Trải qua một khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập tay nắm nhẹ lại, lập tức đem nữ nhân trước ngực ôm lấy, từ từ đứng lên. Hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, có thể tự do hành động ngươi buông ta ra, ta có thể tự hành động nữ nhân trong ngực Hàn Lập mặt đỏ bừng, thấp giọng nói. Cô không sợ dính mùi tanh hôi của cá sao? Ta thì không sao rồi, Hàn Lập nhíu mày nhìn cô gái này, thản nhiên nói. Cô gái nghe thấy lời này thì cúi đầu nhìn mặt đất đầy tôm cá thì hơi do dự, sau đó cũng không nói gì nữa. Lúc này hàn lập ôm nữ nhân này nhẹ nhàng nhảy khỏi đống tôm cá hướng về phía ngọn đuốc mặc dù không biết đây là chỗ nào nhưng nếu không có ánh sáng thì đúng là rất phiền phức hơi nghiêng người hàn lập rút cây đuốc dơ cao xem xét một chút rồi khuôn mặt hiện lên vẻ trầm tư đi tới phía trước người buông ra được rồi ta đã có thể vận động sau một lát cô gái nhỏ giọng nói hàn lập nghe thế cũng không nhiều lời nhẹ nhàng thả cô gái xuống đất sau khi sửa sang lại quần áo một chút nàng cầm lên một cây đuốc khác cũng đánh giá bốn phía. Mà Hàn Lập lại đi về hướng mà những người lúc nãy bỏ đi. Người muốn đi đâu, cô gái thấy cảnh này thì không khỏi hoảng hốt mà hỏi. Ta không muốn ở nơi này chờ quái thú trở lại, tất nhiên là đi tìm một chỗ an toàn hơn Hàn Lập không quay đầu lại nói. Cô gái nghe thấy quái thú hoàn toàn có thể trở lại, thì khuôn mặt hiện lên vài phần sợ hãi, vội vàng đuổi theo sau Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy cũng không nói gì, vẫn hướng về phía trước. Sau khi đi được hơn trăm trượng, mặt đất cũng không còn tôm cá, ngược lại hai chân lại bước lên một loại đất đen xốp. Nhưng chỉ vài bước thì Hàn Lập dừng lại, đem cây đúc chiếu sát mặt đất, trên đó còn in rõ ràng vài dấu chân. Đúng là dấu chân của mấy tên nam tử kia, nữ nhân ở phía sau không để ý, chút nữa thì đã đụng trúng lưng Hàn Lập, không khỏi giật mình. Có chuyện gì vậy, nàng thì thào hỏi, Hàn Lập không có trả lời mà ngồi xổm xuống, tay bốc lên một nắm cát trên mặt đất, ngửi ngửi vài lần sau đó hiện ra thần sắc quái lạ. Mùi máu tươi nồng đậm, nơi này đúng là không có gì tốt đẹp Hàn Lập mặt không thay đổi nói một câu, sau đó theo dấu chân của nam tử để lại mà đi tới. Cô gái nghe thế thì trong lòng sợ hãi, không dám rời xa Hàn Lập. Hai người một trước một sau, sau thời gian chừng một bữa cơm rốt cuộc ở xa xa cũng thấy một mảng ánh sáng. Mắt Hàn Lập nheo lại, chân bước nhanh hơn, mãi về sau mới phát hiện, trong khoảng không đen đặc trống giống phía trước có một miệng hang lóe ra lam quang, mặc dù chỉ là hơn nửa trượng, lớn nhỏ không đều nhưng cũng đủ để người đi lọt qua hai người thấy thế thì tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi tới. trong nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi hang. nhưng khi Hàn Lập vừa mới rời khỏi thì Bạch Quang lóe lên, bảy tám thanh kiếm đồng thời đặt lên trên cổ hắn, trong tai vang lên một âm thanh lạnh lùng. các ngươi là ai, đám người a à hổ đâu? chẳng lẽ là người từ ngoài vào? thanh âm này hơi khàn khàn nhưng cũng làm cho Hàn Lập giật mình. xung quanh có hơn hai mươi thanh niên nam nữ đang vây quanh hắn, người nào cũng cầm trong tay binh khí tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Vài tên nam tử mặc một màu áo lục giống nhau, thần sắc dị thường nhìn Hàn Lập. Mà người hỏi hắn là một trung niên gầy gò khoảng 40 tuổi, mắt hiện dị sắc nhìn Hàn Lập. Về phần mỹ nữ theo sát sau hắn thì cũng bị vây quanh ở bên kia, không thể động đậy. Ta nghĩ, chúng ta đúng là những người mới đến, nơi này cũng thường có người ngoài tiến vào như vậy sao? Hàn Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói, người không nói ta cũng đoán được, cái loại trang phục quái dị này chỉ có những người bên ngoài như các ngươi mới mặc nhưng dù sao thì gặp chúng ta cũng coi như các ngươi may mắn. Dù sao, phần lớn người ngoài đến nơi này, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã làm mồi cho quái thú rồi trung niên kia nghe Hàn Lập nói thế thì thần sắc thoáng hỏa hoãn lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng nói. Sau đó hắn khoát tay, toàn bộ kiếm bao quanh đều đã được thu lại. Hàn Lập sờ sờ cổ, nhìn mấy binh khí đó, mặt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi thông qua tiếp xúc hắn cảm nhận trên binh khí tỏa ra một loại cảm giác nóng rực, như là đao kiếm mỗi người đều là sắt nung vậy quái dị vô cùng đồng thời hàn lập cũng nhìn về bốn phía xem xét mới phát hiện ra bản thân đang ở trên một núi đá nhỏ lúc nãy là từ bên trong lòng núi đi ra xa xa là một sa mạc vô cùng rộng lớn sau đó ngẩng đầu nhìn trời thì lại càng sững sờ chỉ thấy trời tối đen tất cả đều là mây đen không thể nhìn thấy bất kỳ cái gì trong mây kia thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia chớp màu lam bắn ra đem mọi thứ chiếu sáng thành màu lam nhạt vô cùng yêu dị hàn lập chưa xem hết hắn tử gầy gò đối diện lại lên tiếng các ngươi lúc đi ra có thấy những người khác không bọn họ là bạn của chúng ta có thấy nhưng bọn họ bị quái thú đuổi theo chạy trốn theo rất nhiều hướng khác nhau hàn lập không do dự đáp quái thú là loại quái thú gì hắn tử gầy nghe thế vô cùng khẩn trương không kiềm chế được siết chặt binh khí trong tay ta nghe những người đó nói là hỏa lân thú hỏa lân thú cũng tốt bọn họ ứng phó với nó cũng không có vấn đề nhưng vì an toàn Người dẫn mấy người vào đó tiếp ứng một chút hán tử gầy gò bình tĩnh lại, lập tức phân phó. Một gã da đen thui như thiết tháp không nói câu gì, dẫn theo vài tên nam nữ vội vàng chạy đi. chương 578, Cao Tường Thôn Lạc, lúc này không nên nói các người xui xẻo hay là gặp may mắn nữa, lại đụng chúng lần tuyệt linh chi khí trăm năm phun ra một lần khiến cho không gian bị xé toạc. Rất nhiều, người bị nó cuốn vào dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chạy thoát. Chẳng qua, các âm thú cường đại cũng đã rời khỏi núi, nếu không các ngươi vừa mới tiến vào đã bị nuốt sạch rồi hán tử gầy gò quay sang hai người, thản nhiên nói. Hàn lập nghe vậy, tinh thần trầm xuống, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội các người không có nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nghe qua lời nói của huynh đài, nơi này tựa hồ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm, xem ra chỉ có hai chữ nguy hiểm này mới có thể hình dung. Ta không cần biết hai người bên ngoài là cái gì, có thân phận như thế nào, nhưng tại nơi này không có tự nhiên mà có đồ ăn đồ uống nếu có thể khiến người khác cảm động cũng là chuyện lạ rồi nơi này chỉ có âm thú mà thôi người đàn ông lần nữa đánh giá trang phục của hai người dường như nhìn ra hắn và cô gái kia không phải là người bình thường cười lạnh một tiếng nói hàn lập khuôn mặt nhăn nhó còn muốn hỏi thêm nữa thì người đàn ông khoát tay chặn lại nói bây giờ là lúc bất thường ta không thể giải thích nhiều cho người ngoài các ngươi tất cả trở lại thôn qua một lúc nữa thì yêu thú lại quay về ổ mau đêm động này lấp lại sau này sẽ tính hán tử nói một câu sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh nhất thời mọi người ôm lấy những tảng đá theo như mệnh lệnh đem đến lấp đầy cửa hang đi thôi nếu thuận lợi thì bọn a hổ sẽ có thể gặp chúng ta ở trên đường nếu không âm phong nổi lên thì sẽ không thấy đường trở về hán tử gầy gò âm trầm nhìn bầu trời nói sau đó hắn xoay người đi những nam nữ khác không nói một lời theo sát hắn không ai bắt chuyện cùng hàn lập và cô gái kia Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt quang mang chấp động, lộ ra vẻ trầm ngâm. Chúng ta có đi theo họ không? Nữ tử ở lại cùng Hàn Lập, trong mắt thấy những người đó dần dần đi xa mà hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không khỏi bất an hỏi. Không có pháp lực cô gái này chỉ hoàn toàn là một nữ nhân bình thường, nhu nhược, đem Hàn Lập trở thành chỗ dựa. Đi, sao lại không đi, tới thôn kia xem thử xem như thế nào? Có lẽ sẽ có biện pháp khiến cho chúng ta khôi phục pháp lực Hàn Lập ngẩng đầu lên bình tĩnh nói, sau đó nhìn qua bóng lưng của những người phía trước mà bước theo cô gái thả lỏng tinh thần cũng vội vã đi theo hắn đúng rồi tại hạ vẫn không biết đạo hữu họ gì tại hạ họ hàn là một tán tu hàn lập vừa đi vừa thuận miệng hỏi cô gái ta gọi là mai ngưng cùng gia huynh đến nơi này ta rõ ràng cũng huynh trưởng đều bị hút vào trong quỷ vụ nhưng hắn sao lại không tới nơi này cô gái xinh đẹp này chính là mai thị huynh đệ giờ phút này nhắc đến huynh trưởng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng rất bình thường, loại tia chớp màu đen kia có năng lực truyền tống. Chúng ta bị đưa đến bên trong núi thì bọn họ có thể đã đến một nơi khác. Nếu không, lúc đó có nhiều tu sĩ như thế lẽ nào lại chỉ có ta và cô bị mang đến đây. Sau này tìm kiếm sẽ có thể có ngày đoàn tụ Hàn Lập thần sắc không đổi nói. Cô gái nghe Hàn Lập nói như vậy nhất thời trở nên yên tâm hơn, nhưng đồng thời lại vô cùng hiếu kỳ đối với Hàn Lập. Khuôn mặt hắn bình thường và xa lạ, nàng tuyệt đối chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là tu sĩ từ hướng khác tiến vào hòn đảo, nữ nhân này nghi hoặc. Nàng có nhiều nghi vẫn muốn hỏi Hàn Lập, nhưng lại ở cùng với Hàn Lập không nhiều, trần trừ trong chốc lát cũng không có mở miệng. Ngay lúc nàng đang suy tình thì hai người đã đuổi tới phía sau đám người kia, dù mất đi pháp lực nhưng cũng là người tu tiên đã trải qua tẩy tủy, của nên người bình thường khó có thể mà so sánh được. Hán tử gầy gò kia thấy hai người có thể từng bước mà đuổi theo bọn họ, mắt hiện lên vẻ khác thường nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cắm đầu ra tăng tốc độ nhanh hơn 3 phần. Các nam nữ khác đồng thời cũng tăng tốc, nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập cũng hơi ngẩn ra. Động tác của những người này, tiếng bước chân so với người bình thường khác xa, mặc dù không giống cao nhân có nội lực trong người nhưng hình như đã luyện qua một chút ngoại công. Xem ra nơi này chỉ có võ công là thông dụng, nhưng nói lại thì Hàn Lập đối với quỷ vụ cũng có rất nhiều nghi hoặc hắn đã xem qua rất nhiều điển tịch nhưng quỷ vụ dù đáng sợ nhưng cũng không đánh sợ như hôm nay ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có còn chưa tiếp xúc với thứ ma quỷ này thì đã bị giam cầm khiến cho năng lực mất hết thực sự là lợi hại nếu lần nào xuất hiện cũng đáng sợ như thế thì ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi nhưng rõ ràng là có rất nhiều người nhìn thấy quỷ vụ nhưng lại có thể thành công tránh được trong nhóm đó có không ít tu sĩ cấp thấp nhưng rõ ràng Hán Tử gầy gò nói về Tuyệt Linh chi khí cũng khiến hắn hiểu một chút. Chỉ nghe tên thôi cũng biết bọn họ pháp lực cùng thần thức bị giam cầm cũng có quan hệ. Xem ra có lẽ bọn họ trùng hợp bị xui xẻo, đụng với một lần quỷ vụ đặc biệt lợi hại cho nên mới bị bắt toàn bộ mà đưa đến đây. Có lẽ những tu sĩ còn sống khác cũng ở một nơi nào trong này. Hàn Lập đang tự đánh giá, đột nhiên Hán Tử phía trước thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn về một bên. Những người còn lại cũng đồng loạt dừng bước, ở một bên sa mạc xa xa xuất hiện một đám bụi vàng, bụi mù cuốn thẳng tới chỗ này. Là bọn A Hổ một gã trẻ tuổi, khuôn mặt còn sự ngây thơ vui mừng lẫn sợ hãi hét lên, những người khác cũng rung động. Hán tử gầy gò gật đầu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng nụ cười lên đến miệng đột nhiên đông cứng lại. Bởi vì từ bên trong đám bụi vàng phát ra vài tiếng giống the thé. Mọi người qua hỗ trợ, bọn họ đang bị âm thú đuổi theo hán tử khuôn mặt đại biến, nổi giận gầm lên, đem trường đao ở bên hông rút ra, người cũng xông lên. Các nam nữ khác cũng giật mình tỉnh ngộ, đều rút ra đao kiếm, đồng thời tiến lên. Hàn lập đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn ra xa mang theo vẻ khác lạ. Những nam nữ trong nháy mắt lọt vào bên trong đám bụi vàng, bên trong vang lên tiếng hô hoán không ngừng, bụi vàng dần dần hóa thành xương vàng bay tán loạn khắp mọi nơi. Bên trong sương mù nồng đậm, tiếng nam nữ hét lớn cùng với tiếng giống liên tục không ngừng đan xen với nhau. Trải qua thời gian một tuần trà, thanh âm không còn cao vút mà dần thấp xuống, trở lại bình thường. Một lát sau, truyền ra một trận hoan hô, tiếp theo từ đám bụi mù đi ra mấy thân ảnh nam nữ, người nào trên người cùng phủ đầy máu, nhìn không thể nhận ra là có bị thương hay không, nhưng khuôn mặt ai cũng hớn hổ tựa hồ gặp chuyện mừng ngoài ý muốn. Những người này nhanh chóng trở lại con đường ban đầu, trong đó có vài người mà Hàn Lập đã gặp qua bên trong sơn động. Bọn họ trên lưng đeo một túi thật lớn, mấy người này cũng đã nhìn thấy Hàn Lập và Mai Ngưng, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi hán tử gầy gò đến bên cạnh bọn họ, hấp giọng nói vài câu thì mấy người mới lộ vẻ hiểu ra, không tỏ thái độ gì nữa. Có mấy người này gia nhập, tốc độ di chuyển của đoàn người nhanh hơn. Sau một canh giờ, bọn họ cũng rời khỏi hoang mạc, trước mắt mơ hồ xuất hiện một vùng loạn thạch màu đen. Cũng giống như sa mạc, Hàn Lập hoàn toàn không hề nhận ra độ lớn của nó, nhất là hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng tại bên trong bãi đá có đủ hình thù quái dị, đá đen thui làm cho Hàn Lập cực kỳ không thoải mái. Nhưng những người này vừa thấy nơi này thì thở phào lộ ra vẻ an tâm cùng thần sắc vui vẻ. Lúc này, mây trên trời có vẻ như có biến đổi, quay cuồng hẳn lên, tia chấp lam kia cũng trở nên nhiều hơn, có nhiều luồng lực trực tiếp đánh lên trên mặt đất, hiện ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau. Hàn lập cùng Mai ngưng bị cảnh này dọa giật nảy mình, nhưng những người khác đi cùng lại có chút quen thuộc, bước vào bên trong bãi đá. Hơn nữa hắn tử gầy gò còn hô lớn, mọi người nhanh lên một chút, thôn sắp đóng cửa, đừng để bị nhốt ở bên ngoài theo tiếng hô, nhanh chân chạy về phía trước. Hàn Lập cùng Mai Ngưng liếc nhìn nhau, dù không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám chậm trễ. Dưới sự dẫn dắt của những người này, Hàn Lập ở trong loạn thạch, đông một bước tây một bước, rất nhanh trước mắt xuất hiện một tường đá màu đen vô cùng cao lớn. Tường đá này đều dùng những khối đá lớn trồng lên nhau mà thành, cao hơn 20-30 trượng. Tường đá dài hơn ngàn trượng, hơn nữa cách mỗi đoạn thì lại có một cái cọc nhọn xuất hiện trên tường, có vẻ vô cùng hung ác. Mà ở đối diện phương hướng của đám người Hàn Lập thì có một cái cửa gỗ vô cùng lớn, hai bên có 10 người nam nhân cầm trong tay trường mâu màu trắng, đang đứng canh ở đó. Mấy thủ vệ này thấy hán tử gầy trở về, lập tức lộ vẻ hưng phấn tiến lên tiếp đón. Sau mấy tiếng oành đùng đùng thật lớn thì cánh cửa buông xuống để cho bọn họ tiến vào. chương 579, cự thú lai tập, Hàn Lập cùng Mai Ngưng là hai khuôn mặt xa lạ nhưng thị vệ cũng không có hỏi qua, chỉ là liếc mắt một cái, sau đó vây lấy những người kia hưng phấn nói chuyện sau đó mấy tên hán tử cao lớn lấy xuống một chiếc túi lớn hé lộ tôm cá đầy bên trong khiến cho tất cả phát ra từng trận hoan hô tất cả những chuyện này khiến cho hàn lập đang thờ ơ lạnh nhạt cũng phải nhíu mày xem ra ở chỗ này tôm cá là vật vô cùng chân quý có lẽ tất cả thực vật đều phi thường hiếm sau đó hàn lập liếc mắt nhìn qua toàn thôn một chút cả thôn giống nhau như đúc đều xây bằng đá lớn tất cả kiến trúc trong thôn đều do loại đá đen tạo ra khá thô sơ nhiều hình dạng nhưng đáng chú ý nhất là một bãi đá ở giữa thôn. Bãi đá này không lớn nhưng so với những phòng ốc lại cao hơn mấy lần, nó chừng khoảng 30, 40 trượng, hơn nữa từ đỉnh lại phóng ra làn sương mù màu tím che kín cả bầu trời của thôn. Các tia chớp màu lam đánh xuống thôn liến bị màn sương này hấp thụ hết. Màn sương tím này khẳng định do pháp trận cấm chế tạo ra. Nhưng hắn vẫn không có cảm nhận gì sự tồn tại của linh khí từ bãi đá này, ngược lại có một loại năng lượng âm hàn, phải biết là thần thức của hắn không có cách nào rời khỏi cơ thể nhưng đối với cảm ứng linh khí hắn nhạy cảm vô cùng tuyệt đối không sai hàn lập trong lòng vô cùng kinh ngạc mà ở phụ cận đài cao có rất nhiều ngôi nhà làm bằng đá cao hơn nhà bình thường nhiều đám người vây lấy hắn tử gầy gò hỏi chuyện về âm yêu trong đó có một người tinh quang trong mắt chấp động liếc nhìn hàn lập hàn lập dùn mình ớn lạnh tại nơi này hắn đã nhìn ra người này có nội lực cao thâm nhất nếu ở bên ngoài hắn dễ dàng dùng một ngón tay là giết chết tên này, căn bản không thèm để vào mắt. Nhưng bây giờ nếu muốn đánh thì có lẽ phải dùng đến 12 phần tinh thần. Đúng lúc này, hắn tử gầy gò kia cùng mấy người nói cái gì đó, sau đó quay đầu chỉ chỉ Mai Ngưng cùng Hàn Lập vài cái. Nhất thời, mọi ánh mắt đều hướng về Hàn Lập. Hàn Lập vô cùng bình tĩnh, không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng Mai Ngưng bên cạnh lại lô ra vài phần bất an, không biết đối phương định xử trí bọn họ như thế nào. Hai người các ngươi lại đây một chút, mấy vị trưởng lão trong thôn có chuyện muốn hỏi các người hán tử gầy gò ngoắc tay gọi hai người hàn lập hàn lập gật đầu thần sắc thản nhiên dẫn theo nữ tử tiến lại đám người quay lưng tiến vào bên trong thính đường hàn lập cũng theo đuôi mà vào hai vị mời ngồi một khi đã đến đây mọi người đều cùng một tộc tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ nhưng mà nơi này và thế giới bên ngoài rất khác nhau hai vị trước tiên có thể giới thiệu về mình một chút sau đó ta sẽ nói về chuyện của nơi này bên trong nội đường Ngồi ở giữa là một lão già mập mạp trông khá nhân từ lên tiếng nói. Hai bên là mấy người khác, trong đó có một người hai mắt dài, lộ ra vẻ tàn độc, chính là người bên ngoài đã liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hắn tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng chỉ đảo qua mặt Hàn Lập một chút, rồi toàn bộ sự chú ý tập trung vào gia nhân ở sau lưng Hàn Lập. Dù không nói ra lời nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Hai người bọn ta không có gì đáng để nói, chỉ là ở trên biển đụng phải quỷ vụ nên bị cuốn tới nơi này về thân phận trước kia thì đã đến đây còn có tác dụng gì nữa. Không cần nói cũng được Hàn Lập tùy ý cười, phi thường bình tĩnh nói. Nghe Hàn Lập hàm hồ nói, lão già cười rộ lên. Hai mắt hắn nheo lại nhìn hai người đánh giá vài lần, rồi đột nhiên nói một lời khiến cho Hàn Lập kinh hãi. Hai vị là người tu tiên, cái này không có gì mà phải giấu cả lão già nói xong, ánh mắt rơi vào túi chữ vật căng phòng ở bên hông Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc không đổi, trầm mặc không nói, mai ngưng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng lo lắng. Hai vị không cần sợ hãi, người tu tiên đến nơi này không nhiều lắm nhưng cũng không tính là ít. So với người bình thường, chúng ta càng hoan nghênh người tu tiên nhập thôn. Nhưng hai vị cũng nên biết, ở nơi này là âm minh, linh lực cùng pháp lực và các đồ vật khác không thể sử dụng, chỉ có thể dùng một chút âm minh lực và vũ khí thô thiển mà thôi lão giả thần sắc như thường giải thích. Âm minh lực, Hàn Lập nghi sắc chợt lóe liền hỏi, không sai, cái này cùng pháp lực không có gì khác biệt mặc dù không có cách nào trực tiếp dùng nó thi triển pháp thuật, nhưng người tu sĩ lại có thể mượn một chút âm linh lực bên trong cơ thể âm linh thú, bố trí một ít tiểu pháp trận đối với thôn có tác dụng không nhỏ. Mà cho dù không tinh thông trận pháp thì cơ thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, có thể giúp đỡ những người khác lão già tay vuốt cầm chậm rãi nói. Các hạ dường như đối với người tu tiên chúng ta biết không ít chuyện, không biết trong thôn còn có tu sĩ nào khác không? Hàn lập nghe ngữ khí của lão già, nghĩ một chút rồi hỏi. Có đương nhiên là có còn có tới năm sáu người lão hủ bất tài chính là một trong số đó trước khi bị hút vào vân vụ đã chúc cơ thành công lão béo khóe miệng cười cười nói hàn lập khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc do dự một chút còn muốn hỏi gì nữa nhưng lúc này cả thính đường đột nhiên run rẩy sau đó liên tiếp có tiếng âm u từ xa truyền đến hình như có quái vật rất lớn đang nhằm thôn mà tới mọi người bên trong thính đường biến sắc không dễ ý tới hàn lập nữa mà đứng lên đi ra bên ngoài Hàn lập mặt mang vẻ nghi hoặc, cũng không chỉ hoãn đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài mấy người trưởng lão sắc mặt trịnh trọng, đang chỉ huy chừng trăm nam nữ trẻ tuổi, đứng trên tường đá cầm trong tay các trường mâu cùng một ít cung tên chế tạo thô sơ. Mặc dù không khí vô cùng khẩn trương nhưng không một ai lộn xộn, ngay cả một chút bối rối cũng không có, tựa như đây là chuyện bình thường. Hàn lập ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía phát ra tiếng gầm mà nhìn. Nhưng do tường đá ngăn trở nên dù thấy mặt đất run rẩy càng lúc càng mạnh nhưng cũng không thể thấy được gì. Hàn Lập sờ sờ cầm, nhón lên cao một chút, bước tới phụ cận một tòa nhà cao, thừa dịp người khác không chú ý, mũi chân dẫm vào vách tường, dễ dàng leo lên đến nóc của mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này Hàn Lập mới nhìn thấy chuyện bên ngoài bức tường. Chỉ thấy xa xa bên ngoài thôn, cát bay đá chạy, cuồng phong loạn vũ, toàn một màu đen không hề nhận ra bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ cần màn đen đó đi qua thì mặt đất lại ngưng kết một tầng băng xương, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Xem ra theo lời hán tử gầy thì đây là âm phong, quả nhiên là không bình thường chút nào. Nhưng khi âm phong tới gần thôn trang hơn trăm trượng thì tự tiêu biến mất, không thể nào lướt qua giới hạn vô hình nào đó. Mà ngay lúc đó, bên trong hắc phong có tiếng vật nặng rơi xuống đất, mặc dù cách nhau xa nhưng lại lộ ra một khí thế kinh người. Mơ hồ đó là một bóng đen cao vài chục trượng đang lao ra. Thấy rõ hình dáng của bóng đen, Hàn Lập hít sâu một hơi khí lạnh. Bóng đen vừa thấy chính là hình dạng phóng đại hơn 10 lần của một cự viên màu xám. Nhưng nó lại có bốn mắt, hơn nữa lại có một đôi cánh khổng lồ nắm tay cầm một cây gỗ to đùng hung hăng hướng thôn lao đến đồng thời bốn mắt đỏ tỏa ánh sáng tràn ngập khí tức chết chóc là rảo tranh thú lần này là một rảo tranh thú mau mang đại thuẫn đến thấy rõ hình dáng của âm thú một vài người kêu lên nhất thời một nhóm người gồm người già phụ nữ và trẻ em đi ra trong tay cầm các loại tấm chắn mang đến cho những người đứng trên thành sau đó chạy xuống dưới bức tường lúc này con thú khổng lồ đã tới cách tường thành không đầy trăm trượt trong tiếng bước chân của quái thú, Hàn Lập hoài nghi không biết tường thành cứng rắn này có thể chịu được một đòn tấn công của âm thú hay không, hay là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng may mà việc này không có phát sinh, cự thú trong nháy mắt đã đến cách 30 trường, nhưng mà lúc này, mặt đất phụ cận tỏa lên một làn xương tím, vô cùng đậm đặc biến thành những xúc tu thật lớn, đem hai chân con thú trói chặt lại. Con thú đứng thẳng không được, bị ngã sắp xuống trên mặt đất tạo nên một trận chấn động khiến cho tất cả mọi người nghiêng ngả, đứng không vững. Hàn lập cả kinh, quay đầu nhìn lại đài cao. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy tại bãi đá có bốn người ngồi từ lúc nào, chính là những người bộ dáng như đang làm phép. Đây là âm minh lực, hàn lập trong lòng chấn động, công kích, cơ hồ trong phút chốc, có người phát ra mệnh lệnh. Vô số mũi giáo cùng tên bay như mưa về phía con thú đang ngã, hoàn toàn phủ kín lấy nó. Hàn lập trong lòng không khỏi căng thẳng, tám 580, âm minh chi địa, cự thú dường như cũng đã nhận ra không ổn, gầm lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra một cỗ âm phong băng hàn. Những mũi giáo mũi tên bay đến bị làn gió này thổi qua thì đều bị chệch hướng, hơn nữa bên trên còn phủ một lớp băng sương mỏng, chưa kịp chạm vào thân thể của cự thú thì lập tức rơi xuống. Về phần những thứ khác thì dù đến được thân thể của cự thú khổng lồ nhưng do bị gió tạt vào nên lực sát thương giảm đi, miễn cưỡng tạo một số vết thương ngoài ra mà thôi. Điều đó càng kích thích con thú này càng thêm hung hán cuống bạo hơn. Chỉ thấy khi con thú nổi giận, bốn mắt huyết quang chớp động, chỉ nghe phành một tiếng, bộ lông của nó chợt dựng đứng lên, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Hàn lập tại nóc nhà nhìn thấy thế thì sửng sốt, hoàn toàn không rõ con thú này có dụng ý gì. Chỉ thấy nó cúi đầu, bộ lông dựng đứng lên, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm đen, hướng tường đá bay nhanh đến. Trên tường đá, mọi người đều hiểu thủ đoạn của con thú này tuy nhiên dù sắc mặt ai cũng khẩn trương, nhưng vẫn hét lên một tiếng chỉnh tề dựng các đại thuẫn trong tay lên. Phục phục phục, những tiếng động như mưa rào vang lên từ những chiếc thuẫn, hắc mang kia mặc dù đi cắm sâu vào trong thuẫn nhưng đại bộ phận bị đỡ lại, nhưng có một số người phòng hộ không kỹ nên bị hắc quang trực tiếp bắn xuyên qua, thân thể ngã xuống khỏi tường, không biết sống chết. Những người khác không có thời gian xem xét sự sinh tử của bọn họ, mà sau một tiếng ra lệnh thì trường mưu cùng tên phóng ra, nhưng cũng bị cự thú kia thổi bay hơn nửa, nhưng con thú này dường như chỉ có lớp lông cứng có thể phóng ra ngoài, sau đó dù có tiếng kêu to nhưng chỉ là sự dẫy ruộng mà thôi, hoàn toàn không có phương pháp phản kích những luồng khí tím biến thành xúc tu kia càng bám chặt lấy chân của con thú không buông. Như thế sau năm sáu lần tấn công liên tiếp, âm phong trong miệng cửa thú rốt cuộc cũng nhỏ đi, không còn nhiều uy lực nữa. Lúc này, cung tên cùng trường mâu ngược lại thường xuyên được bắn ra, cắm dày vào thân thể của yêu thú, khiến nó giống như là một con nhím. Trong tình hình này, con thú lại tựa như bị thương không nặng lắm, tinh thần vẫn điên cuồng gầm giống, cây bổng trong tay không ngừng khua khua đẩy uy lực, đem mặt đất biến thành một cái lỗ to. Hàn Lập thấy con thú này quả là da dày thịt béo, vô cùng mạnh mẽ mà khiếp hãi. Người trong thôn đối với con thú này hình như đã có biện pháp từ trước. Lúc này, một đám nam tử thân thể vô cùng trắng kiện, vóc người đặc biệt khôi ngô, chạy nhanh lên trên tường đá. Bọn họ ngoại trừ mang theo ba bốn thanh mâu vừa dài vừa lớn ra thì cũng không dắt theo binh khí gì khác. Những người này vừa lên đầu tường thì đem trường mâu dơ lên, nhắm ngay thân hình của cự thú mà phóng tới. Vù, vù, vù những tiếng xé gió vang lên, làm cho sắc mặt Hàn Lập hơi đổi. Những người này nội lực không hề kém, đem mấy cái giáo nhẹ nhàng như là cây cỏ vậy. Khi ném đi, ngoại kinh vô cùng mãnh liệt, giống hệt như là cường nỏ bắn ra vậy. Nhất thời, ba đóa huyết hoa trào ra từ thân thể của cự thú. Tất cả trường mâu đều cắm vào thân thể của nó, lại đem nó hoàn toàn ghim cứng trên mặt đất, vẻ hung hăng tàn ác lúc đầu hoàn toàn tan biến. Trên tường đá nổi lên một trận hoan hô, mọi người lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, những xúc tu trên chân cự thú cũng hoàn toàn biến mất vào hư không. Một số người hưng phấn vội vàng mở cánh cửa gỗ, trong tay cầm đao kiếm chuẩn bị đánh gục con thú này, số còn lại lo cứu chữa những người bị thương. Nhưng không ngờ khi cửa gỗ vừa mở ra, thì con thú đang nằm im cúi đầu đột nhiên hồi quang phản chiếu, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cánh tay vung lên làm cho cự bổng trong tay mang theo sức mạnh văng ra. Cự bổng bay lên trên trời hướng vào trung tâm của làng, thanh thế cực kỳ kinh khủng. Lúc mà mọi người đều thấy cự thú ngã xuống mà cao hứng lao tới, nay mắt thấy bảy tám thôn dân chuẩn bị biến thành thịt vụn thì khuôn mặt ai cũng biến sắc mà hét lớn lên. Nhưng mà lúc này, một bóng người chợt lóe đến chỗ mà thanh bổng bay đến, sau khi gầm nhẹ, hai tay người nay vung lên, hung hăng đánh vào thân bổng. Tiếng nổ truyền ra, hắc bổng bay lệch ra rơi vào một vùng đất trống. Người kia vô cùng tiêu diêu rơi xuống mặt đất, động tác thanh nhã, chính là vị trung niên áo trắng âm lệ. Cứu được thôn dân nam nữ, mọi người liền vây quanh người này, trong miệng không ngớt tạ ơn. Nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên mà khoát tay chặn lại, trở lại vị trí cũ. Nhưng trên mặt Hàn Lập đã hiện lên một thần sắc khác thường, bởi vì nam tử kia sau khi cứu người thì lại lạnh lùng liếc về phía hắn một cái. Mặc dù không biết của hắn có ý gì, nhưng hình như là không bằng lòng. Hàn Lập cao cao mày, cảm thấy trong đó có chút gì kỳ lạ. Trong khi đó cửa gỗ đã buông xuống, mười mấy thanh niên trai tráng lao ra khỏi thôn, đem yêu thú trọng thương kia đánh gục tại chỗ, nhưng những người này còn chưa chấm dứt, có người dùng một trường đao màu trắng chặt đầu con thú xuống, sau khi thọc tay vào sờ soạng thì móc ra một tinh thạch lớn bằng ngón tay cái màu xanh biếc. Người này vô cùng vui mừng hô to đứng lên, mọi người xung quanh vô cùng sao động, cũng hét lên phấn khởi. Hàn lập thấy cảnh này, nhãn thần mở to, thấy viên tinh thạch xanh biếc kia tựa như có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua ở nơi nào. Hàn lập cúi đầu nghi hoặc, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đứng thẳng lên. Lúc trước ở bên trong hư thiên điện, hắn đã lấy được tất cả khôi lỗi chúng đều có một khối tinh hạch như thế không sai chút nào chẳng lẽ thật sự là giống nhau hàn lập tự thi thầm nhưng hàn lập sau khi liếc qua một lần nữa thì không nói thêm lời nào thả người nhảy xuống đất lão già mập mạp cùng vài trưởng lão tiến vào trong thính đường hắn còn mang một bụng nghi vấn cũng muốn biết rõ ràng mai ngưng thấy hàn lập trở lại thính đường thì cũng cúi đầu đi vào chấm sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu với cự thú mới biết đây là nơi nguy hiểm lộ ra vẻ buồn thảm Hàn Lập đã đi vào, mấy lão già cũng đã ngồi yên vị tại ghế. Nhìn thấy Hàn Lập đi vào, lão già cười cười đang muốn mở miệng nói gì đó thì một gã tráng hàn thân hình cao lớn tiến vào, trong tay chính là cầm khối tinh thạch xanh biếc kia. Đại trưởng lão, đây chính là nội đan của âm thú. Xin mấy vị xem xét một chút tráng hán đem tinh thạch đến trước lão già, đặt lên bàn cung kính nói. Lần này lại khổ cực cho các ngươi, thừa dịp tuyệt linh chi khí phun ra, bọn tân thạch đã quay về mang theo tôm cá, Hãy đem phát cho mỗi người một ít, coi như là phần thưởng lão già nhìn thấy tinh thạch cao hứng nói. Đa tạ mấy vị trưởng lão tráng Hàn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mang theo sự sung sướng rời khỏi thính đường. Hàn lập ở một bên lạnh lùng nhìn mọi thứ, hai người vừa rồi cũng nhìn thấy âm thú, nơi này chỉ có tranh đấu cùng âm thú mà thôi, làm cho hai người giật mình không ít. Dù nơi này chỉ rộng hơn trăm dặm nhưng lại là nơi sinh tồn của nhiều âm thú nhân loại cùng các loại thú khác lão già đem viên tinh thạch kia cẩn thận cất vào trong áo, sau đó mới hướng Hàn Lập nghiêm mặt nói. Nơi này còn có yêu thú khác, Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, đương nhiên, nơi này là nơi không gian bị xé rách. Mỗi khi không gian bị xé rách ra thì mặc kệ là tu sĩ, yêu thú gì cũng đều bị hút vào như nhau lão già cười khổ, nhưng sau đó lại nói. Yêu thú ở đây cũng không có cách dùng yêu thuật, nhưng chúng nó trải qua vô số giai đoạn rèn luyện thân thể nên cường đại vô cùng, không phải là loại mà nhân loại cùng âm minh có thể trêu chọc. Cũng may là chúng nó chỉ ở cố định tại một nơi có nhiều thức ăn, không dễ dàng ra ngoài, đúng là uy hiếp với nhân loại chúng ta không lớn. Nhưng âm thú thì rất khác, chúng nó sinh ra trong âm khí, bình sinh rất thích giết người, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian sẽ có âm thú cường đại đến thôn. Mặc dù phần lớn đều bị đánh lui nhưng cũng có trường hợp thôn bị phá, cả thôn sẽ bị ăn thịt toàn bộ. Giống như hôm nay, chúng ta đã đánh chết được nó nhưng không lâu nữa, âm khí tụ lại một chỗ sẽ lại tạo ra một âm thú khác, âm thú căn bản là không thể giết hết được. Nghe các hạ nói, người trong thôn cũng không chỉ tập trung tại đây, còn có những chỗ khác sao? Hàn Lập trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi, đương nhiên là có, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có 7, 8 chỗ phân bố khắp âm minh. Thực vật tại đây vô cùng thiếu thốn, trừ một vài nơi có thể trồng trò tạo ra thực phẩm còn lại bởi vì âm khí quá nặng nên không có cây nào có thể sống. Mà âm minh thú thì đại bộ phận đều mang chất độc, trừ vài loại đặc biệt còn lại dù âm minh thú đã bị giết chết cũng không thể ăn. Điều kiện sinh sống ác liệt, nên nhân loại trở thành thực phẩm của bọn chúng. Ai cũng muốn tại đây sinh tồn, nhưng phải là người hữu dụng mới được. Nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài thôn, tự sinh tự diệt lão già nói tới đây thì ngôn ngữ có chút lạnh lẽo hẳn lên. mươi 581, La Hầu giữ Đại Tấn Hoàng Triều. Các hạ gọi nơi này là âm minh giới chẳng lẽ trong này cùng âm tư chi giới trong truyền thuyết có quan hệ gì, nơi đây rốt cuộc là nơi nào pháp lực trên người chúng ta bị cấm, chẳng biết có phương pháp nào để khôi phục lại không. Quan trọng nhất là, tại hạ cũng không muốn ở lại nơi đây mà muốn trở lại bên ngoài, xin trưởng lão chỉ ra một con đường để đi ra hàn lập nhíu mày sau đó hỏi một hơi. Trở về, nếu có thể dễ dàng trở về sao chúng ta còn lưu trong này để mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàm chán như vậy. Nơi đây thì đại bộ phận đều là người vừa ra sai ra tại âm minh giới này, chỉ có một bộ phận nhỏ giống như chúng ta giống nhau bị quái vụ hút vào trong mà đại bộ phận người ngoài vừa mới tiến vào nơi đây đã bị âm thú cắn nuốt chỉ ai có vận khí tốt mới may mắn sống sót rồi trốn đến trong thôn chúng ta còn những người khác thì ở bên ngoài lão giả lắc đầu thở dài nói hàn lập nghe mấy lời này trong lòng nhất thời không biết nói gì cho nên trong này rốt cuộc là nơi nào cùng âm tư chi giới có quan hệ hay không thì chẳng ai biết chẳng qua rất nhiều tiền bối trong nhóm đầu tiên đến nơi này cùng từng có phán đoán so với đạo hữu nói không sai biệt lắm họ cho rằng trong này là âm minh giới cùng nhân giới giao nhau qua một cái khe không gian, cho nên nơi đây mới có nhiều âm minh khí như thế, nhưng lại không thể hình thành âm minh thú cường đại. Có người cho rằng thế gian này căn bản không có âm minh giới, chỉ có điều là một ít tu sĩ đã có truyền ngôn. Bọn họ cho rằng, trong này là trong bụng của la ma thú trong truyền thuyết, có thể thôn vệ nhật nguyệt, có khả năng phá không. Chỉ có ma thú này mới có thể giải thích được quái vụ xuất hiện ở những nơi khác nhau trong hải vực nên cách mấy năm nơi đây mới có thể cùng ngoại giới tương thông một lần phải biết rằng trong truyền thuyết la ma thú cũng có bản tính thích ẩn nặc ở chỗ sâu trong đáy biển một đoạn thời gian dài mới ăn một lần la ma thú như thế nào có thể được ma thú này so với âm minh giới càng không giống nhau ta không cho rằng có ma thú này tồn tại vừa nghe giả thiết này của lão giả hàn lập sắc mặt đại biến không sai ta lúc trước nghe vậy thì phản ứng cũng vô cùng khiếp sợ như đạo hiếu nhưng không thể không nói, suy đoán này tuy có chút hoang đường, nhưng thực tế cũng có thể. Nếu thật sự là cái khe không gian thì nơi tiếp xúc với ngoại giới phải là một nơi cố định không thay đổi mới đúng. Nhưng trên thực tế, âm minh giới mỗi lần cùng ngoại giới tương thông thì hút người vào đều là đến từ mấy nơi bất đồng trong hải vực, một số hải vực cũng chưa từng nghe nói qua, ví dụ như tại hạ là đến từ Đại Tấn Hoàng triều Loan Nam Châu tiểu đảo. Mà các tu sĩ khác thì một số đến từ Ngũ Long hải, có người đến từ Duyên hải của Thiên Sa đại lục. Còn lại là đến từ loạn tinh hải, còn có một số người còn chưa tiếp xúc thì phần lớn không biết đối phương ở hải vực nào, lão giả ung dung nói. Đại Tấn Hoàng triều, đạo hữu là tu sĩ đến từ Tấn quốc, Hàn Lập lại lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tại Thiên Nam có nghe nói qua về tên của siêu cấp đế quốc này. Đạo hữu chẳng lẽ cũng là đến từ Đại Tấn Hoàng triều của chúng ta? Ánh mắt lão giả nhất thời sáng ngời, không phải, chẳng qua Hàn Mỗ cũng nghe người ta nói qua một phần, biết đó là một cái quốc gia siêu lớn tại hạ cũng muốn thăm viếng đáng tiếc không có cơ hội đi hàn lập lắc đầu nói như vậy thực sự đáng tiếc thật hy vọng lão phu còn có cơ hội có thể trở về lão giả lộ ra vài phần thất vọng hắc hắc đạo hữu nếu có tới đại tấn của chúng ta thì mới có thể biết cái gì gọi là tu tiên giới chân chính theo ta được biết trên thế gian này tuy có rất nhiều người tu tiên xuất hiện từ mọi khu vực nhưng không có nơi nào có thể so sánh với đại tấn của chúng ta có thể có quy mô cùng hưng thịnh như thế Gọi Đại Tấn Quốc chúng ta là này một thánh địa của tu sĩ Trần Gian cũng không quá nói về quê hương của mình, vị lão giả này có vài phần tự hào. Hàn Lập giờ giờ mũi, tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ, nghe đối phương nói cũng động lòng. Ha ha, lão hủ nói có chút lạc đề, đạo hữu vừa rồi hỏi nơi đây có phương pháp hồi phục pháp lực thần thông hay không, ta có thể nói rõ ràng cho đạo hữu, chỉ cần ở tại âm minh giới này sẽ không cần ảo tưởng thần thông trước kia còn có thể trở lại. Nơi này trừ âm minh khí ra, còn tồn tại một loại bị chúng ta xưng là Tuyệt Linh chi khí, chúng nó bình thường ở chỗ sâu bên trong lòng đất, nhưng một thời gian nhất định thì sẽ phún phát ra tràn ngập cả không gian. Chỉ là nếu tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của nó thì hết thảy pháp lực thần thông đều biến mất không thể phá giải. Các ngươi lúc bị hút vào chính là gặp phải cái khe hở mở ra cùng Tuyệt Linh chi khí đồng thời phún phát lão giả mỉm cười nói. Nghe lão giả đề cập việc này, Hàn Lập trong lòng buồn bực, nếu không phải gặp phải loại sự tình không hay ho này hắn cũng sẽ không bị một cái quỷ vụ bao lấy đã sớm chạy đến nơi khác tiêu diêu tiến vào nơi đây một tia hy vọng đi ra ngoài đều không có sao tại hà có chút không tin hàn lập trầm mặc trong chốc lát không cam lòng nói cũng không nhất định như vậy phương pháp đi ra ngoài thật ra cũng có nhưng cũng phải có khả năng làm thì mới được lão giả vuốt râu chậm rãi nói phương pháp gì hàn lập trong lòng vui mừng miệng vội vàng hỏi dồn nghe lão giả nói vậy thì thần sắc mai ngưng đang bất định cũng rung động. Cái này, lão giả không lập tức trả lời, mà lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu có cái gì không tiện sao chứ? Hàn lập thần sắc vừa động, lộ ra một tia khác thường. Nhị vị không cần hiểu lầm, cái này cũng không có gì giấu giếm. Tại hạ hy vọng trong thôn có thể thêm một hai gã tu sĩ, nhưng cũng sẽ không làm khó nhị vị. Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài mà mất đi tính mạng. Lão giả thấy trên mặt hàn lập cùng mai ngưng thần biến sắc hóa, ánh mắt hiếp lại thâm ý sâu sắc nói nghe những lời này hàn lập trước tiên là dùng mình nhưng lập tức cười rộ lên yên tâm hàn mỗ tuy xem là tuổi trẻ nhưng cũng là tu luyện nhiều năm sẽ không làm việc lỗ mãng nếu thật sự là không thể tại hạ tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết chẳng qua hàn mỗ trước hết nghe đạo hiếu nói phương pháp thoát thân nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào hàn lập nụ cười thu liễm lại rồi hỏi một khi đạo hiếu đã nói như vậy lão hủ cũng không giấu giếm lão giả mập mạp suy nghĩ một chút rồi đáp ứng sau đó đi ra khỏi thính đường đứng ở cửa nhìn ra xa xa không biết đang suy nghĩ cái gì hàn huynh chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đi bảo phong sơn kia mai ngưng đứng ở phía sau hàn lập đôi môi đỏ mọng hỏi lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão giả nói ra hoàn toàn tuyệt vọng cho rằng không có khả năng đạt thành điều kiện này ta nhất thời còn chưa có suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng phải thử một lần hàn lập nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Mai ngưng nghe nói như thế, thân sắc vừa động, đang muốn nói tiếp cái gì đó thì lại có tiếng bước chân hướng về phía hai người đi tới. Một gã thiếu niên tuổi 15-6, tò mò đi tới. Hai vị là người mới tới, ta phụng mệnh lệnh của trưởng lão dẫn hai vị đến chỗ ở. Bởi vì hai vị là người mới cho nên ba ngày đầu thực vật là miễn phí, nhưng về sau phải làm tốt nhiệm vụ mới được nếu không thì phải rời khỏi thôn, tự tìm đường sống thiếu niên chừng đôi mắt màu đen, thuần thục nói. Tốt, người cứ dẫn đường, Hàn Lập trả lời ngay, thiếu niên gật gật đầu, trực tiếp dẫn hai người hướng tới một nơi trong thôn mà đi đến. Trong chốc lát, thiếu niên dẫn hai người đến một gian phòng đá sạch sẽ. Mai ngưng nhìn lại trong phòng chỉ có một cái giường đá miễn cưỡng nằm được hai người thì sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Trong này sao chỉ có một cái giường, nàng hơi trần chờ rồi hỏi thiếu niên nam nữ hai người ở cùng một chỗ không phải là ngủ chung một giường hay sao thiếu niên nháy mắt có chút kỳ quái hỏi lại nghe lời này trên mặt mai ngưng càng thêm đỏ bừng lên tuy muốn nói gì nữa nhưng nhất thời không thể mở miệng chúng ta ngủ riêng nên lấy thêm một cái giường đá nữa hàn lập lúc này đang xem xét bên ngoài phòng quay đầu lại với thiếu niên lạnh nhạt nói thiếu niên bĩu môi tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đáp ứng đi ra ngoài cô trước tiên nghỉ ngơi một chút ta đến các nơi trong thôn xem xét một chút Hàn Lập chờ thiếu niên đi ra ngoài liền nói, thần sắc Mai Ngưng lộ vẻ giật mình, nhưng sau đó liền yên lặng gật đầu không nói gì. Hàn Lập không do dự đi ra khỏi phòng, tới mọi nơi nhìn một chút, liền đi nhanh hướng bãi đá cao nơi trung tâm thôn đi đến. Hắn đối với phương pháp thao tác âm minh lực cũng cảm thấy hứng thú. Bốn phía bãi đá không có ai phòng thủ, cho nên Hàn Lập nhẹ nhàng đến gần sát bãi đá này. Bởi vì bãi đá cực kỳ cao cho nên có làm các bậc thang, cao đến dọa người. Hàn Lập đi vòng quanh bãi đá vài vòng, rồi lại tiếp tục đi lên các bậc thang. Trường 582, Thạch Phù giữ thú tinh, yêu văn tái hiện. Hàn Lập đứng ở trên đài cao không có một bóng người, nhìn cái bàn đá hình tròn cực kỳ kỳ quái trước mắt, trên mặt lộ ra vài phân kinh ngạc. Vòng tròn có đường kính khoảng một trượng, nằm ngang, mặt trên có khắc có một ít hoa văn cổ quái cùng rất nhiều thứ nhìn như phù văn chú ngữ thâm ảo. Lúc này tuy không có người nào tại nơi đây thi triển, nhưng phía trên mặt vẫn toát ra khí tím nhàn nhạt đang bay lên không, cùng tử vân trên bầu trời tạo thành một thể bản thân hàn lập đối với trận pháp cũng rất tinh tường lúc này nheo ánh mắt lại nghiên cứu thạch bàn này không bao lâu thần sắc hàn lập bắt đầu thay đổi trong chốc lát lộ ra vẻ giật mình trong chốc lát lại cau mày tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó sao thế đạo hữu nhìn ra ảo diệu gì trong đó tâm trí hàn lập đang suy nghĩ thì ở phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lạ lẫm hàn lập trong lòng cả kinh thầm mắng bản thân sao quá sơ suất bị người tới sát sau lưng mà không biết, nếu người này đối hắn bất lợi chẳng phải quá nguy hiểm hay sao. Chẳng qua tình huống này xuất hiện cũng không hoàn toàn do Hàn Lập sơ ý. Vốn có thói quen dùng thần thức nắm tình hình xung quanh, nhưng hiện tại đột nhiên thần thức và pháp lực tiêu thất, tự nhiên không thể nhanh chóng thích ứng được. Hàn Lập trong lòng thầm kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc xoay người lại. Trước mắt là một vị lão giả tóc trắng râu dài, mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt lại có thần, đang cười nhẹ nhìn Hàn Lập các hạ cũng là người tu tiên, bởi vì thần thức tiêu thất nên Hàn Lập chỉ có thể đoán mà thôi. Lão Phu Bão Hoàn Tử ở Ngũ Long Hải, đạo hữu chính là một trong hai tu sĩ vừa mới đến sao. Lão giả mỉm cười trả lời, Ngũ Long Hải, Hàn Lập nghe thấy tên như vậy trong lòng vừa động, vị đại trưởng lão kia tựa hồ đã đề cập qua cái tên này làm hắn nổi lên một ít hứng thú. Thì ra là Bão Hoàn Tử đạo hữu tại hạ hà họ Hàn, là tán tu của loạn tinh hải thần sắc Hàn Lập hòa hoãn nói. Loạn tinh hải, trước kia trong này cũng từng có một đồng đạo loạn tinh hải nhưng đáng tiếc trong một lần đi ra làm nhiệm vụ thì gặp âm thú lợi hại mà mất mạng chẳng qua đồng đạo trong tu tiên giới mà tinh thông phù chú thật sự không nhiều lắm mà ta xem đạo hữu đối khối thạch phù này có vẻ chuyên tâm xem ra phương diện này cũng không thấp lão giả trước tiên là thở dài một tiếng rồi mới hỏi thạch phù là chỉ này vòng tròn này sao hàn lập lộ ra vẻ cổ quái lần này không phải là hắn cố ý làm ra vẻ mà thực sự là lần đầu tiên nghe được cái tên này ha ha cũng khó trách đạo hữu không biết phật ấy thạch phù ngọc phù mấy thứ này phỏng chừng đã sớm thất truyền cũng chỉ có một ít tông môn trong ngũ long hải chúng ta còn có người chế tác loại phù chú cổ xưa này ánh mắt lão giả dâu dài khép hờ nếp nhăn trên mặt có chút rung rung nói cũng hơi có chút kiêu ngạo nghe nói thế dị sắc trên mặt hàn lập liền biến mất tại hạ thật sự có nghe qua trên đời này còn có thạch phù ngọc phù chẳng qua đối với phù chú hàn mẫu cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian Lúc này đối với thạch bàn này trên mặt có khắc có một ít phù văn mà cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay nghe đạo hữu nói cũng làm tại hạ giải được một ít nghi vấn. Nhưng trên thạch phù này tựa hồ còn pháp trận đặc thù, chẳng lẽ tại hạ nhìn lầm hay sao? Hàn Lập nhíu mày nhìn lão giả nói, thực không nghĩ tới đạo hữu đồng thời tinh thông trận pháp cùng phù chú, tại hạ thật sự là khâm phục cực kỳ. Hàn đạo hữu không có nhìn lầm, khối đàn vân thạch phù này chính xác cùng thạch phù bình thường không giống nhau, nó có thể mượn âm minh lực mà khởi động một ít pháp trận đặc biệt làm cho nó có hiệu lực như phù chú cùng pháp trận tuy nhiên làm như vậy thì uy lực cũng giảm đi rất nhiều nét mặt lão giả dâu dài đầu tiên là kinh ngạc nhưng sau đó lại vỗ tay cười ha hả hàn lập nghe lời này có chút đăm chiêu gật gật đầu nhưng quay đầu lại nhìn sang thạch bàn đột nhiên lại hỏi nghe đại trưởng lão nói các người tại nơi đây có thể sử dụng âm minh lực là mượn âm minh thú tinh cùng pháp trận kết hợp mới có thể thi triển pháp thuật mà tại hạ vẫn chưa thấy trên thạch phù này có cái gì là của thú tinh được khảm lên. Chẳng lẽ thạch phù này còn có gì bí mật nữa sao Hàn Lập hiện lên vẻ nghi hoặc. Đạo hữu còn không biết, hôm nay đạo hữu gặp chỉ là tranh giảo thú. Trong thôn phần lớn mọi người có tu tập qua một ít phú kỹ nên có năng lực chiến đấu so với thường nhân lợi hại hơn nhiều, nhưng nếu so cùng âm thú cường đại thì võ công cao tới đâu một người cũng không là đối thủ của nó, cho dù dựa vào nhiều người có thể đả bại được chúng nó nhưng thôn dân cũng sẽ chết nhiều, chúng ta căn bản tổn thương không chịu nổi. Kể từ đó, mượn âm minh lực đến thi triển một ít pháp thuật khốn địch, trở thành mấu chốt sống sót của thôn. Mà thi pháp làm tiêu hao âm minh thú tinh nhiều hay ít cũng là tiêu chuẩn để xét là có cường đại hay không lão giả mỉm cười nói, rồi dừng một chút mới nói tiếp. Chẳng qua là mấy cái thú tinh này thật sự là khó tìm. Bình thường mà nói, âm thú càng cường đại, xác suất trên đầu sẽ có thú tinh càng cao, nhưng cũng không chắc chắn, có khi âm thú cực kỳ cường đại, chúng ta phí nhiều tâm cơ mới tiêu diệt được nhưng trong đầu lại trống trơn. Như hôm nay nhóm thôn dân dẫn người trở về, trên đường đánh chết vài con hỏa lân thú nhỏ yếu, cũng tìm được một khối thú tinh nhỏ, nên chuyện này thật sự cũng khó mà nói được. Nhưng bình thường mà nói, trong thôn thường xuyên phải thi pháp đánh địch và phải tiến hành phòng hộ thường ngày, nên nhu cầu thú tinh phi thường cao, nhưng cả năm siêu tập âm minh thú tinh chỉ có khoảng 10 khối mà thôi. Chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng, bởi vậy thú tinh bình thường là do vài trưởng lão trong thôn phân ra bảo quản, chỉ có lúc cần thi pháp chống địch thì mới giao cho chúng ta sử dụng, mà khi chiến đấu chấm dứt lại lập tức thu hồi. Cho nên khối thạch phù này bình thường ngoài lượng tiêu hao thì cũng sẽ không đem thú tinh trực tiếp khảm lên, lúc trước chế tác phù này thì lưu lại mấy chỗ để khảm lên nên có chút lãng phí lão giả dâu dài tựa hồ đối với cách làm của trưởng lão trong thôn có chút bất mãn, cúi xuống sờ sờ các lỗ khảm xung quanh thạch bàn, lộ ra vẽ tự diễu. Hàn lập không có đáp lời đối phương, mà chỉ thản nhiên cười mà không nói. Tuy không biết đối phương nói với mình có dụng ý gì, nhưng phỏng chừng quá nửa là đấu tranh giành quyền lực trong thôn, lúc này hắn không có ý sống lại trong thôn nên không muốn bị dính vào. Xem ra mấy tu sĩ này một khi đoạn tuyệt đường tu luyện, cũng trở nên giống phàm nhân mà tranh quyền đoạt lợi. Hàn Lập trong lòng than thở một tiếng, cảm thấy thật có chút buồn. Lão giả thấy Hàn Lập không nói tiếp, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng lập tức liền hồi phục vẻ bình thường, cùng Hàn Lập tán gẫu vài sự tình khác đạo hữu cũng biết quỷ phương này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Tuy rất ít khi có tu sĩ bị hút vào nhưng nhiều năm như thế thì trong âm minh tu sĩ bị diệt phỏng chừng không hơn một ngàn cũng có mấy trăm. Hơn nữa nghe người ta nói, trong đó thậm chí còn có kết đan thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bị khốn chết ở nơi đây lão giả thuận miệng nhắc tới. Trong này từng có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đến, Hàn Lập nghe lời này, có chút biến sắc, có, mặc dù không biết chuyện trước đó, nhưng vị cao nhân này bị hút nhập nơi đây, về sau ở tại thôn này đến hết đời. Phỏng trừng hắn cũng giống hai vị đạo hiếu, đồng thời gặp phải tuyệt linh chi khí phun phát. Nếu không người có đại thần thông như thế, quái vụ bình thường căn bản không thể làm khó họ lão giả than nhẹ một tiếng. Có thể, chẳng qua tuyệt linh chi khí này thật là đáng sợ, phỏng trừng chỉ có tu sĩ hóa thần kỳ, mới không bị ảnh hưởng hàn lập cười khổ nói. Hóa thần kỳ, ha ha, đạo hiếu nghĩ thật xa xôi, chẳng qua vì tiền bối nguyên anh kỳ kia, tuy đã chết nhưng trước đó không có việc gì làm cũng có lưu lại một ít điển tịch, trong đó một ít nói về kinh nghiệm tu luyện. Vài thứ này nếu đặt ở bên ngoài tự nhiên là chân quý dị thường. Nhưng hôm nay thì sao chứ, hắc hắc, lão giả dâu dài ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tiếc hận. Tâm đắc tu luyện, hàn mỗ thực cảm thấy hứng thú, đạo hữu có biết, vật ấy hiện tại ở nơi nào. Hàn lập nghe lời ấy, mặt lộ vẻ hứng thú, tâm đắc của tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự nhiên không phải là vật bình thường, hắn tự nhiên muốn xem. Ha ha, phản ứng của Đạo Hữu cùng tại Hạ lần đầu tiên khi nghe được việc này cũng giống nhau. Chẳng qua chỉ cần ở tại nơi đây một thời gian sẽ thấy những thứ này không còn hứng thú nữa. Không có pháp lực, những thứ này dù nhiều cũng là chừng mắt mà nhìn thôi. Nếu Đạo Hữu thực cảm thấy hứng thú cũng có thể đi xem nó cùng một ít di vật của các tu sĩ khác đang lưu giữ trong một gian nhà kho lão giả sờ các nếp nhăn trên mặt, sau đó hơi nghiêng thân mình, chỉ vào một góc thôn, một gian nhà đá vô cùng tồi tàn. Hàn Lập trong lòng giấu vẻ vui mừng thần sắc bình tĩnh hướng lão giả nói cảm tạ. Sau đó lão giả dâu dài cùng Hàn Lập nói sau vài câu, lại thấy Hàn Lập có chút bồn chồn, liền mỉm cười chủ động cáo từ rời đi. Hàn Lập nhìn lão giả đi xa, khẽ nhếch miệng, thoáng trầm ngâm một chút rồi lắc lắc đầu cũng đi xuống bãi đá. Sau đó hướng gian thạch ốc tồi tàn bước nhanh đến, dọc theo đường đi thấy vài tên thôn dân nhìn thấy gương mặt Hàn Lập có chút lạ lắm, tò mò dò xét vài lần, nhưng không có ai đi tới hỏi cái gì. Hàn Lập nhẹ nhàng đi đến nơi, nhìn thạch ốc tồi tàn tối tăm phía trước, Hàn Lập Trần chờ một chút mới tiến lên khẽ đẩy cánh cửa đá nhưng nó vẫn bất động. Chẳng lẽ cái cửa này còn có cơ quan gì sao? Hàn Lập trong lòng kinh ngạc, nhưng lại hít một hơi, song trưởng đột nhiên xuất ra 10 thành khí lực. Tuy hắn chưa tu luyện qua cái gì gọi là ngoại môn võ công, nhưng cũng đã trải qua chút cơ cùng kết đan tẩy tủy dịch, nên cũng có khí lực trên 100 cân. Kéo kẹt âm thanh trầm trọng truyền đến, tuy chậm nhưng cánh cửa này rốt cuộc từ từ bị đẩy ra. Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập vui vẻ, lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết có nguyên nhân gì mà cánh cửa này so với cửa đá bình thường dày hơn gấp đôi, khó trách vừa rồi thiếu chút nữa hắn nghĩ có cơ quan tại trên cửa. Hàn Lập thân hình chợt lóe, bước tiến vào trong phòng, một luồng âm khí mục nát lập tức bay tới. Sắc mặt Hàn Lập căng thẳng, vội vàng ngừng thở, một lát lúc sau, không khí bên ngoài cũng bay vào, không khí trong phòng mới dần dần khôi phục lại bình thường lúc này hắn mới thở ra một hơi nhờ ánh sáng bên ngoài chiếu vào đánh giá tình hình trong phòng nơi đây đơn giản dị thường trừ bốn phía có một loạt tấm bia đá trong phòng còn có một kệ đá tấm bia đá cao ước chừng hai trượng rộng ước chừng một trượng xem ra cũng thật lớn làm hàn lập xem xong không khỏi ngẩn ra mà trên thạch bàn kia cũng không có một quyền điển tịch hoặc là trúc giản gì đó chỉ có vài món tựa hồ pháp khí ảm đạm không phát ra ánh sáng mà thôi vẻ giật mình trên mặt hàn lập rất nhanh tiêu biến ngược lại mỉm cười trong này cũng không như bên ngoài thì làm sao mà tìm được giấy cùng thẻ trúc mấy thứ như ngọc giản không có linh lực tự nhiên càng không thể sử dụng mà mấy tấm bia đá này hiển nhiên chính là nơi các tu sĩ lưu lại tâm đắc cho nên trên thạch bàn có pháp khí xem ra chúng nó cùng phi kiếm của mình giống nhau đều đồng thời cùng chủ nhân bị hút vào nơi đây tự nhiên cũng không thể trở lại trong túi chữ vật nhưng thật ra túi chữ vật thì hàn lập vẫn chưa thấy trong phòng này xem ra chủ nhân của nó có cách khác để xử lý nên không có bày ra ở nơi này. Hàn lập sau khi xem hết trong phòng, rồi đi đến một tấm bia đá. Mặt trên tràn đầy cho bụi, căn bản không thấy rõ khắc cái gì. Hàn lập nhíu mày rồi cũng không tị hiềm bụi bẩn, tiến đến dùng vạt áo nhẹ lau lên. Một lát sau, có thể thấy được bia văn hiện lên rõ ràng. Cái này cũng không là văn tự mà tu tiên giới truyền lưu hiện tại, mà là một loại cổ văn ít gặp. Nhưng cũng may Hàn Lập học nhiều thứ nên cũng dễ dàng phân biệt ra. Nhưng Hàn Lập xem tấm bia đá đầu tiên, liền mất đi hứng thú. Cái này chính là do một vị tu sĩ trúc cơ kỳ ghi lại các việc mà bản thân đã trải qua. Hàn lập tự nhiên không có hứng thú xem nhiều lập tức chuyển hướng qua tấm bia đá khác. Trong phòng này có hơn 20 tấm bia đá, khi Hàn lập đọc tới tấm bia đá thứ sáu thì thần sắc lại rung động. Cái này đúng là cái mà hắn muốn tìm, nó do vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ lưu lại tâm đắc tu luyện. Hàn lập đứng trước tấm bia đá không nhúc nhích, chẳng biết qua bao lâu liền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Thì ra ngưng kết nguyên anh có nhiều chỗ kiêng kỵ như vậy, xem ra nếu không biết sự tình này thì cho dù có cửu khúc linh sâm hỗ trợ thì xác suất ta có thể ngưng kết thành công cũng sẽ không cao, lúc này bị hút vào âm minh giới, thật đúng là họa phúc đôi đường. Hàn lập thì thào tự nói vài câu, trên tấm bia đá này tuy không khắc rõ ràng cụ thể về pháp môn tu luyện, nhưng là vị tu sĩ nguyên anh kỳ vô danh kia lại đem kinh nghiệm của bản thân từ trúc cơ đến kết đan rồi quá trình ngưng kết nguyên anh, kể lại vô cùng chi tiết làm hàn lập trong lòng vui mừng không thôi, có kinh nghiệm của tu sĩ Nguyên Anh kỳ này chỉ điểm, làm hắn giảm bớt các khúc mắc trong tu luyện, càng tránh cho tương lai ngưng kết Nguyên Anh bị sai lầm. Xem tấm bia đá nhiều lần, xác định đầy đủ không có sai sót, Hàn Lập mới hài lòng quay đi xem các tấm bia đá còn lại. Vốn hắn muốn rời đi nhưng lại đổi ý, một khi đã xem hết một nửa, các tấm bia đá còn lại cũng cần xem hết để thêm một ít kiến thức cũng tốt. Vì thế thần sắc Hàn Lập hoàn toàn thoải mái, các tấm bia đá còn lại quả nhiên không có gì hữu dụng đối với hắn, cho dù có một ít khẩu quyết công pháp, nhưng đối người luyện huyền âm kinh như hắn mà nói căn bản là không phù hợp. Sau một thời gian, Hàn Lập liền tiến tới tấm bia cuối cùng. Hắn tùy ý phủi đi cho bụi, sau khi dò xét tấm bia đá một lượt, thì trên mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn. Tấm bia đá trước mắt cùng các tấm phía trước hoàn toàn bất đồng, mặt trên khác không biết là bao nhiêu tế văn, kỳ văn lớn nhỏ, so với các tấm trước không thể sánh bằng. Hơn nữa khi Hàn Lập liếc mắt qua các văn tự thì chúng là hai chủng văn thể hoàn toàn bất đồng, một loại thì hắn nhận thức là cổ văn bình thường, một loại trước kia cũng từng gặp qua rất nhiều là yêu thú văn tự. Hàn Lập trong lòng hiếu kỳ, lúc này tiến lên cẩn thận quan sát. Kết quả sau khi xem một hồi Hàn Lập liền có chút hưng phấn. Tấm bia đá này là một thiên kinh văn chuyên môn truyền thụ cho yêu tộc, hơn nữa lại chú thích cực kỳ cẩn thận, cái này là do một tu sĩ nhận thức rõ ràng về yêu văn khác lại. Tuy Hàn Lập không có khả năng xem xong liền có thể hiểu ngay lập tức, nhưng hắn lại cố gắng ghi nhớ chờ ngày sau chậm rãi lĩnh hội cũng không khó để nắm giữ văn tự yêu tộc. Như vậy, quyển sách bằng gia thú cùng đồng phiến lúc trước tìm được cũng có thể hiểu được đại khái là có ghi công pháp của yêu tộc. Do nhân loại không có khả năng tu luyện công pháp của yêu tộc, nên Hàn Lập sẽ không suy tính quá nhiều. Cho dù công pháp này đối với hắn căn bản vô dụng, nhưng học văn tự của yêu tộc, đối với hắn cũng chỉ có lợi chứ không có hại, biết đâu về sau lại có lúc hữu dụng. Dù sao đây cũng là một cơ hội rất khó gặp, sau một đoạn thời gian, Hàn Lập dựa năng lực đã đọc qua là không quên được, đem văn tự trên hai mặt của tấm bia đá ghi nhớ lại. Sau đó hắn mới rời khỏi gian phòng. Các pháp khí trên bàn hắn căn bản không thèm liếc mắt. Ra khỏi căn phòng, Hàn Lập đi quanh thôn vài vòng, gặp một ít kiến trúc kỳ lạ, hắn cũng cùng thôn nhân nói một hai câu. Cũng may mấy người dân trong thôn dân tựa hồ còn rất thuần phác, cho nên đối với sự lạ lẫm của hắn họ đều nhiệt tình giải đáp. Hàn Lập rất nhanh biết rõ ràng một số điều cơ bản về nơi âm minh này ví dụ như trong này bởi vì không có quặng sắt nên đành phải dùng vài loại xương đặc biệt cứng rắn của âm thú mà chế tác thành binh khí. Đương nhiên không phải mấy cái xương này lấy ra là có thể trực tiếp làm binh khí, mà trước tiên phải trải qua một loại chất lỏng gọi là trầm thủy tầm vào một chút. Từ đó, mấy cái xương này chẳng những cứng rắn hơn trước kia ba phần, mà còn có thể mang thêm một ít âm hỏa lực, chế tác thành binh khí xong, đối với âm thú cũng có sự sát thương đặc biệt. Nhưng bởi vì âm hỏa không thể kéo dài cho nên mấy cái binh khí này sau một thời gian ngắn, sẽ lại dùng trầm thủy tẩm vào một lần để cho lực sát thương không giảm điều này làm cho hàn lập đối với chất tên là trầm thủy này có chút tò mò mặt khác trong âm minh này mỗi tháng sẽ có vài ngày gọi là âm phong nhật tại mấy ngày nay đại bộ phận các khu vực sẽ xuất hiện hắc âm phong băng hàn đến xương cốt nhân loại trong lúc này không thể ra ngoài hoạt động một khi bị mấy cái âm phong này bao phủ nhân loại khẳng định sẽ hóa thành tượng băng cũng chỉ có ở tại trong thôn có một ít pháp thuật che chở người trong thôn mới có thể bình yên không việc gì nhưng cũng trong ngày âm phong cũng là thời gian âm minh thú hoạt động nhiều nhất thường xuyên sẽ xuất hiện một con như hôm nay hoặc là thành một đàn âm thú đánh vào thôn làm cho thôn nhân luôn lo lắng để phòng với các tin tức mà hàn lập đã hỏi thăm không ít thậm chí linh cơ vừa động còn hỏi về than phận người mặt trắng mà đã nhìn hắn không chút thiện cảm thế mới biết người này tên phong vài năm trước cũng bị hút vào đây nhưng người này không biết là làm gì nhưng đã có một thân võ công kinh người mấy lần đánh chết âm thú cường đại đối với thôn lập công lớn, cho nên tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm trưởng lão trong thôn, chuyên môn phụ trách dạy thanh niên tu tập vũ kỹ. Trong đám thanh niên có uy vọng không thấp, Hàn Lập nghe những lời này tuy trong lòng không sợ hãi, nhưng cũng nhíu mày cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiếp đến lưu lại trong thôn một lúc, khi đã xem hết mọi thứ, thì Hàn Lập chậm chậm ung dung hướng phòng mình đi đến. Khi vừa tới cửa, Hàn Lập chợt nghe trong phòng truyền ra thanh âm của một nam tử. Thế nào, mọi việc ta nói đều là thiệt tình, chỉ cần mai cô nương nguyện ý gả cho phong mỗ, chẳng những về sau không lo về thực vật, hơn nữa lại càng không phải thường xuyên ra khỏi thôn mà mạo hiểm sanh mệnh. Mà phong mỗ nhiều năm như vậy đều là độc thân, cũng không là người đa tình nên thực đối với cô nương rất thật tình gã trung niên tên phong, chẳng biết khi nào đã đến trong phòng. chương 583, Dĩ Nha Hoàn Nha, Hàn Lập nghe đến đó, trong lòng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là giở khóc dở cười. Hắn cuối cùng hiểu được nguyên nhân vì sao mà trung niên nhân tên Phong đối với hắn bất thiện, chính là vừa mắt với vị gia nhân mai ngưng này, do thấy hắn cùng nữ nhân này đồng thời đến nơi đây, nên nghĩ hắn cùng nữ nhân này có quan hệ thân mật, cũng khó trách hắn không biết là có phải do thủy thổ nơi đây hay không mà các nữ nhân hắn gặp tuy không xấu xí lắm, nhưng làn da mỗi người lại thô giáp đen sẫm, cho dù là ngũ quan có đoan chính cũng không dễ nhìn chút nào, nên không trách được vị phong trưởng lão này vừa thấy mai ngưng nhất thời liền động tâm. dù sao nhan sắc của mai ngưng không phải là huynh quốc huynh thành nhưng cũng là dạng mỹ nữ khó tìm hơn nữa nàng ta cũng tu luyện nhiều năm nên trên người cũng có loại linh khí mà phàm nhân không thể có được lại càng có vẻ động lòng người lời các hạ mới nói ta có thể xem như chưa bao giờ nghe ta là một tu sĩ sẽ không gả cho phàm nhân mời lập tức đi ra ngoài ngoài suy nghĩ của hàn lập tuy không có hắn ở bên cạnh thế nhưng mai ngưng rất kiên nghị không khách khí nói ra lời lạnh như băng hừ mai cô nương chỉ sợ cô còn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại trong này là âm minh giới cô nương đối với phong mỗ nói tới thân phận tu sĩ cũng không có ảnh hưởng. Có lẽ người thường đối với các tu sĩ trong lòng có một ít kính sợ. Nhưng ở trong mắt phong mỗ, người không có âm minh thú tinh như các người cũng không tôn quý hơn so với thường nhân một chút nào. Chẳng lẽ nàng nghĩ đến vị nam nhân bằng hữu của nàng lúc này có khả năng đối kháng với ta hay sao? Phó công của phong thiên cực ta tung hoành cả Tây cực hải, ta muốn diệt hắn thì cả thôn ai có thể ngăn cản ta? Người trung niên tên Phong tựa hồ bởi vì Mai Ngưng cự tuyệt mà có chút phẫn nộ, khẩu khí có chút âm trầm, về sau càng có vẻ uy hiếp. Người dám đe dọa ta, Mai Ngưng tựa hồ không nghĩ tới một phàm nhân dám uy hiếp nàng, nên thanh âm có chút run rẩy. Vì sao không dám, ta còn dám, ngươi muốn làm cái gì? Không biết người trung niên tên Phong làm cái gì, mà bên trong phòng bỗng truyền ra tiếng thét của Mai Ngưng. Hàn Lập nghe đến đó, giờ giờ mũi, trong lòng một trận cười khổ, tuy nói hắn cùng nữ nhân kia thực không có quan hệ gì nhưng cùng nhau đến nơi này cùng là người tu tiên nên hắn cũng không thúc thủ mặc kệ bởi vì hắn còn không có máu lạnh và vô tình như vậy nghĩ như vậy hàn lập trong lòng cười khổ trong khoảnh khắc lại hóa thành cười lạnh phanh một tiếng sau khi nghe mai ngưng thét lên lần thứ hai hắn một cước đá vào cửa thong dong đi vào bên trong phòng mai ngưng bị ép tới góc phòng cùng với vẻ mặt nhanh ác gần sát bên của trung niên nhân tên phong Tên này nghe tiếng động lớn như vậy nhất thời ngẩn ra xoay người lại. Hắn thấy Hàn Lập vào, trước tiên trong mắt hiện lên một vẻ nghi ngại, nhưng sắc mặt nhanh chóng âm trầm lại. Mà Mai Ngưng đang mặt mày thất sắc vừa thấy Hàn Lập đi vào, lập tức vừa mừng vừa sợ từ trong góc đi ra trốn ở phía sau Hàn Lập. Hàn Đạo Hữu người cẩn thận một ít, người này tựa hồ đối với người bất lợi. Lúc này nữ nhân mới ổn định, lập tức lên tiếng cảnh báo. Yên tâm, các ngươi ở trong phòng nói chuyện ta cũng nghe được vài câu Hàn Lập cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Ngươi trở về khi nào? Ta sao không có nghe động tính người trung niên tên Phong đứng đối diện, lạnh lùng nhìn Hàn Lập hỏi. Hắn tự phụ nội lực cực kỳ cao, trong vòng 10 trượng thì hoa lá rụng cũng có thể lọt vào tai, mà Hàn Lập vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Xem ra các hạ đối với võ công của mình cũng quá tự tin. Chẳng qua nếu có chủ ý đánh tại hạ thì cũng có chút ngu xuẩn hàn lập không chút lo lắng nhìn đối phương, chậm rãi nói. Ngu xuẩn, những lời này đã lâu không có người nào dám nói với ta. Để hồi báo ta đây trước hết sẽ đánh gãy người một cánh tay gọi là trừng phạt người trung niên tên Phong nghe vậy, trong mắt chợt lóe vẻ độc ác. Hắn không hề do dự thân hình chợt lóe người như mũi tên hướng hàn lập phóng tới, đồng thời bàn tay phải dẫn theo kình Phong mãnh liệt, hung hăng nhắm hướng cánh tay phải của hàn lập mà chụp tới xem bộ dáng như muốn đem cánh tay Hàn Lập đánh thành hai đoạn. Hàn Lập nhìn đối phương tiến tới với khí thế mạnh bạo, mặt không chút thay đổi, đột nhiên thân hình bỗng nhoáng lên biến thành ba bốn người giống nhau như đúc bắn ra, trực tiếp nghênh hướng tiến của trung niên nhân tên Phong. Người trung niên chấn động, không suy nghĩ gì thêm tay phải khua một vòng, đem những bóng người này bao lại rồi hung hăng đánh một kích. Nhưng tất cả bóng người giống như hư ảo, khi bàn tay lướt qua liền lập tức tan biến vô ảnh vô tung. Đây là, người trung niên liền ngẩn ra, Đến khi hiểu được vì sao lại như vậy thì phía sau người xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu xanh, vô thanh vô tức kề ngay cổ họng. Nó mang đến sự lạnh lẽo làm cho lông tóc của hắn dựng đứng lên hết. Tốt nhất đừng lộn xộn, tuy ta không muốn có cái kết cục giết ngươi rồi rời thôn, nhưng nếu là các hạ bức ta làm thì Hàn Mỗ cũng miễn cưỡng thử một lần thanh âm của Hàn Lập không hề có chút tình cảm, từ phía sau thản nhiên truyền đến. Người trung niên tên Phong thân thể liền cứng ngắc lại, hắn biết thanh tiểu kiếm của đối phương sắc bén cực kỳ, nếu đối phương muốn cắt đứt hiết hầu của mình thì chỉ cần dùng một ngón tay là được chẳng qua trên mặt hắn đồng thời tràn ngập vẻ khó tin hàn lập lúc nào đã chuyển tới sau lưng hắn mà hắn không nhận thấy được các hạ đã định bẻ gãy ta một cánh tay thì tại hạ cũng có lễ để qua lại một chút hàn lập không chờ trung niên nhân phản ứng đưa một tay bắt lấy cánh tay đối phương rồi từ một góc độ không ngờ tới linh hoạt bẻ ngược lại nhất thời nghe một tiếng rắc cánh tay đã bị hàn lập bẻ thành hai đoạn a à, người trung niên tuy cứng cỏi dị thường nhưng cũng là con người nên một cánh tay đột nhiên bị bẻ gấy cũng kêu lên một tiếng đau đớn chẳng qua người này cũng không phải người thường trên mặt đã xuất hiện nhiều mồ hôi và có kêu rên lên nhưng cũng cố nén lại rốt cuộc không phát ra âm thanh nào nhớ kỹ nếu dám tới thạch ốc này thì không chỉ bẻ một tay mà cả tính mệnh của ngươi cũng mất luôn hàn lập cố nén sát khí trong lòng thu lại thanh tiểu kiếm thân hình chợt lóe lên rồi xuất hiện tại nơi cũ thần sắc bình tĩnh cảnh cáo Tuy mượn lại yên bộ thần kỳ ra chế trụ đối phương, nhưng hắn không thể dùng kiếm giết chết đối phương. Nên biết bên ngoài còn có nhiều người biết người này vào phòng, hắn không muốn vừa mới tới nơi lạ này, lại bị người khác đuổi giết. Chẳng qua cánh tay đối phương bị hắn bẻ gãy, thì trong vòng nửa tháng thân thủ không thể hồi phục như lúc đầu. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, hắn có còn ở lại thôn này hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy tuy biết rõ là buông tha đối phương thì hắn có thể gặp phiền toái, nhưng hắn cũng chỉ trừng phạt một chút như vậy về sau nếu có cơ hội hắn cũng sẽ tiêu diệt đối phương thần không biết quỷ không hay tại hạ thật sự không có mắt không ngờ các hạ cũng là cao thủ võ công tuyệt đỉnh phong mỗ đã biết sai người trung niên tên phong sắc mặt tái xanh sau khi nói xong liền nâng cánh tay rời đi bộ dáng rất chật vật đa tạ hàn huynh ra tay tương trợ mai ngưng thấy người trung niên tên phong rời đi mới thở ra một hơi rồi thi lễ tạ ơn hàn lập không có gì cô nếu gặp người này nên tránh hắn một chút chẳng qua mai cô nương nếu muốn ở lại thôn này thì đáp ứng sự cầu thân của người này cũng là chuyện tốt hàn lập đùa nghịch phi kiếm trong tay một chút, sau đó cất vào trong ống tay áo, không cần suy nghĩ liền nói. Gả cho hắn, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Từ khi cùng Gia Huynh bước lên con đường tu tiên tới nay, ta đã sớm phát ra lời thề, khi chưa đạt tới tu sĩ cấp cao thì không lấy chồng. Hắn là một phàm nhân, ta sao lại đáp ứng việc này? Mai ngưng lắc lắc đầu, không trần chờ liền nói. Nghe nữ nhân này trả lời, thần sắc của Hàn Lập không thay đổi, nhưng không cũng không nói tiếp mà đi đến cái ghế trong phòng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần hàn đạo hữu có phải là có cách thoát khốn khỏi nơi đây nữ nhân này trải qua sự tình vừa rồi hiển nhiên không thể thong dong như hàn lập nàng tuy cũng tới bên giường đá ngồi xuống dưỡng thần nhưng không bao lâu liền hướng hàn lập hỏi trên mặt tràn đầy kỳ vọng phương pháp thoát ly khỏi nơi này mai cô nương không phải cùng ta đã nghe rồi sao ta còn có thể có ý kiến gì nữa hàn lập im lặng trong chốc lát mở đôi mắt trong suốt nhìn nữ nhân này nói hàn đạo hữu đừng gạt ta ta lúc ấy nghe trưởng lão kia nói qua phương pháp rời đi tự biết mình không thể làm được mà đạo hữu tuy không có nói gì nhưng lại có vẻ thong dong không bức bách rõ ràng đối với việc rời khỏi nơi đây đã có vài phần tự tin chẳng lẽ hàn huynh cảm thấy tiểu nữ tử vướng tay vướng chân định một mình hành động hay sao mai ngưng nghe hàn lập nói nhưng không tin liền nói lại chương 584, thông linh chi khí. Nghe lời của nữ nhân này, Hàn Lập cũng không có lập tức nói gì, chỉ là nhẹ cao mày. Mai Đạo Hiếu, ta và cô có thể cùng một lúc truyền tống tới nơi này, cũng xem như là có chút duyên phận. Nhưng bây giờ Mai cô nương nói như thế, ta đây cũng không nhất định phải che đậy làm gì. Bạo phong sơn này, Hàn Mỗ xác thực có vài phần nắm chắc có thể leo lên. Bất luận là âm phong hay mê huyến vụ trên bạo phong sơn, hay là âm thú phi hành chiếm cứ giữa sườn núi tại hạ tự tin có một chút thủ đoạn nhỏ có thể ứng phó. Bất quá hàn mỗ cũng chỉ đủ khả năng đi một mình mà thôi. Nếu là mang theo những người khác, tại hạ cũng không có bản lãnh lớn đến mức có thể chiếu cố chu toàn. Nếu nguy hiểm thực sự xảy ra, hàn mỗ không thể chiếu cố thì mai đạo hữu khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu tuổi còn trẻ, hay là nên lưu lại nơi đây thì tốt hơn. Có lẽ sau này gặp cơ duyên thì có thể rời nơi này đi. Hàn lập thần sắc bình tĩnh nói câu cuối cùng của hàn lập rõ ràng chỉ vì an ủi nên nói như vậy còn ngay cả bản thân hắn nghe cũng cảm giác có chút dối trá nhưng đây là chuyện không thể tránh được mai ngưng nghe câu nói này sắc mặt tái xanh sau một chốt sốt cuộc đứng lên bặm môi nhất thời không nói gì hàn lập thấy này nữ tử này không nói lại gì thì than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt lại nói thật đối với mai ngưng này ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm nếu không phải năng lực không đủ nói không chừng hắn thực sự sẽ ra tay hỗ trợ đối phương một lần nhưng bây giờ, Hàn Lập cũng sẽ không mạo hiểm tăng thêm gánh nặng cho chính mình, cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ chối mà thôi. Để nữ tử này ở chỗ âm u hắc vụ này đối với giai nhân nhất thời cũng sẽ không lo lắng gì đến tính mạng, nhiều lắm cũng là thử thách để tiến thêm một bước tu luyện tâm cảnh mà thôi. Hắn nghĩ vậy nên tâm lý cũng không có cái gì bất an. Trong động đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, không biết qua bao lâu, ngay lúc Hàn Lập tưởng rằng nữ tử này đã hết hy vọng, hắn đang định nghỉ ngơi một chút thì mai ngưng chờ nói vọng lại. Nếu ta có thể làm cho ngươi tạm thời hồi phục một chút pháp lực, ngươi có bằng lòng dẫn ta rời khỏi nơi đây hay không?" Cái gì? Hàn Lập Vốn đang buồn ngủ ngay lập tức tỉnh như sáo, trợn to mắt nhìn đối phương một cách khó tin. Mai Ngưng không biết khi nào, hai tay ôm chân ngồi trên giường đá, thân sắc có chút trốn tránh, phảng phất câu nói vừa rồi cũng không phải là từ miệng nàng phát ra. Ngay lúc Hàn Lập đang hoài nghi liệu có phải mình nghe lầm hay không, thì nữ thân này thân thể khẽ cử động, vừa nhấc tay đôi mắt đẹp hiện lên vẻ rứt khoát nói: Ta có biện pháp, làm cho Hàn huynh trong khoảng thời gian ngắn có lại được một chút pháp lực. Mặc dù chỉ có một lần cơ hội, nhưng đối với việc các hạ muốn thoát khỏi nơi đây cũng có sự trợ giúp lớn. Bất quá chúng ta trao đổi, Hàn đạo hữu ngoại trừ việc dẫn ta rời khỏi nơi đây thì còn phải đáp ứng ta một điều kiện khác mới được. Mai Ngưng sau khi nói xong những lời này, thần sắc lại có vẻ có chút mất tự nhiên. Điều này làm cho Hàn Lập ngạc nhiên, trong tâm có một tia nghi hoặc. Không phải là tại hạ không tin lời Mai cô nương mà là cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây, cũng không có bất cứ biện pháp gì có thể hồi phục thần thông. Mai Đạo hữu liệu có phải là đang nói giỡn? Hàn Lập nhìn nữ nhân này chầm chầm, khẩu khí ngưng trọng hỏi. Giờ phút này, hắn trên mặt tràn đầy hoài nghi, nhưng lại trộn có lẫn một tia mong chờ. Nếu thật có thể tạm thời hồi phục một chút pháp lực, khả năng thoát thân từ 5 đến 6 thành có thể lập tức nắm chắc đến 8 chín thành. Cho dù pháp lực chỉ có thể hồi phục trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để cho hắn mở túi linh thú cùng túi chữ vật ra trong túi chư vật của hắn có nhiều bảo vật đều không cần linh lực kích thích vẫn có thể tự động phát huy năng lực kỳ diệu có thể xuất phòng bảo vệ về phần trong túi linh thú gồm có phệ kim trùng và huyết ngọc chi thù vì phải dùng thần thức chỉ huy nên không thể gọi ra ứng địch đối với đề hồn thú vì minh hồn châu trong bụng nên có thể miễn cưỡng chỉ huy một chút mà âm minh thú này mặc dù không phải hồn phách lệ quỷ nhưng cùng dạng là âm minh khí ngưng tụ mà thành khẳng định hắn có thể dễ dàng chế trụ cứ như vậy, đối phương có thể tạo ra mối uy hiếp lớn nhất là âm thú cũng sẽ không làm cho hắn sợ hãi. Ngẫm nghĩ một chút, Hàn Lập tự nhiên kích động đứng lên. Hàn Huynh không biết, tiểu nữ tử mặc dù không có tư chất dị linh căn cùng thiên linh căn nhưng cũng là thông ngọc phượng tùy thân. Cái này đại biểu cho cái gì, Hàn Huynh hẳn là rất rõ ràng. Dựa vào thể chất này, ta có thể thông qua mật thuật cấp cho đạo hữu thông linh khí. Mà linh lực thông linh khí tinh túy này tuyệt đối không phải là tuyệt linh chi khí có thể lập tức giam cầm, Đương nhiên một lúc sau khi luồng thông linh khí tản đi, đạo hữu tự nhiên lại hồi phục như lúc ban đầu nữ nhân này hơi lộ ra vẻ trần chờ thấp giọng nói. Thông Ngọc Phượng tủy thân, Hàn Lập sau khi nghe lời này, hắn dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mai Ngưng từ trên xuống dưới, rồi trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Không sai, đạo hữu nếu là không tin thì có thể tiến lên kiểm tra một chút thì biết ngay tiểu nữ nói có đúng không Mai Ngưng chậm rãi nói, đồng thời nét mặt không biết vì sao, nhẹ nhẹ dâng lên nét đỏ ửng. Như vậy Hàn Mỗ đành đắc tội Hàn Lập hơi do dự một chút, sau đó không có trần chờ đứng dậy, bước tới. Sự tình trọng đại, hắn không thể không cẩn thận một chút. Mà lúc này, Mai Ngừng cũng cố gắng chấn định đứng lên vén một ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng như ngọc, mà ở phần trên cánh tay này, Hàn Lập nhìn thấy một dấu thủ cung sa đỏ tươi. Chờ Hàn Lập đến trước mặt, nữ nhân này mới cắn răng một cái, dùng ngón cái tay kia ấn lên dấu thủ cung sa một chút, sau đó nhanh chóng buông ra. Hàn Lập đứng trước giường đá nhìn thấy liền có chút biến sắc. Chỉ thấy dấu thủ cung sa đang đỏ tươi chợt dần nhạt đi, đồng thời dần hiện ra đồ án phượng hoàng màu bạc, bên trên ẩn hiện có hào quang lưu động, trông sống động đến mức khó tin. Quả nhiên là thông ngọc linh phượng, Hàn Lập trên mặt lộ ra một tia vui mừng lẫn sợ hãi lẩm bẩm nói. Bây giờ đạo hữu biết, lời tiểu nữ không phải là giả mai ngưng vừa thấy Hàn Lập đã công nhận sự thật thì lúc này không dám để cho Hàn Lập nhìn nữa, vội vàng buông ống tay áo, vẻ mặt đỏ bừng nói. Hàn Lập gật đầu, không nói gì nữa quay trở lại chỗ cũ, rồi một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu ngẫm nghĩ. Thông Ngọc Phong tùy thân rất khó thấy và chỉ xuất hiện trên người nữ nhân. Nó mặc dù không thể so sánh với người có linh căn đặc thù khác và cũng không tính là thể chất hi hữu trăm năm khó thấy. Nhưng tại tu tiên giới cũng có tiếng tăm lừng lẫy, cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu. Thể chất này mặc dù đúng là có chút đặc thù, nhưng lại không có giúp ích gì đối với việc tu luyện nhưng nữ tu sĩ có thể chất này lại cơ hồ được đông đảo nam tu sĩ truy cầu bởi vì sau khi nữ tu này tiến vào trúc cơ kỳ trong cơ thể sẽ sinh ra một tia thông linh khí tinh túy thông linh khí này được xưng là một trong thất đại linh lực tinh túy trên thế gian mặc dù đối với thân thể nữ tử không có bất cứ công hiệu gì nhưng lại có thể giúp cho nam tử tẩy tủy dịch kinh tu vi tiến nhanh đương nhiên loại công hiệu tẩy tủy tăng tiến tu vi đối với tu sĩ cấp cao mà nói tác dụng cũng không quá lớn nhưng khả dĩ có thể so sánh với đan dược chân quý hy hi hữu khó tìm nhưng là loại thông linh khí này cũng chỉ nữ nhân kia cam tâm tình nguyện thì mới có thể cấp cho nam tử nếu mạnh mẽ dùng các loại bí pháp hướng nữ tử tìm cách hấp thụ thì cũng không cách nào có được linh khí này hơn nữa có được thông ngọc phong tủy thân nữ tử trong cuộc đời mình cũng chỉ có thể đem khả năng tạo ra thông linh khí cấp cho một gã nam tử sau đó trong cơ thể sẽ không còn có thể tái sinh ra linh khí này nếu là trước đó đã mất đi tấm thân xử nữ thì thông linh khí cũng tự động mất đi hàn lập đem các thông tin liên quan đến việc này trong điển tịch cổ mà hắn đã từng xem qua sửa sang lại một chút cảm giác được rằng nếu lúc này được linh khí trong phút chốc e rằng thật đúng là có thể sử dụng một ít pháp lực dù sao thông linh khí cũng là một trong thất đại linh khí tinh túy hàng đầu trên thế gian mặc dù không có thể kéo dài nhưng cũng đủ để cho hắn mở ra túi chữ vật cùng sử dụng túi linh thú mai cô nương ngoại trừ việc yêu cầu tại hạ mang cô nương rời đi thì còn có điều kiện gì nữa Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn đảo qua khuôn mặt tú lệ, phi thường bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản. Ta hy vọng Hàn Huynh có thể tìm được Huynh trưởng ta và cùng mang Huynh ấy ra khỏi trốn âm minh này mai ngưng sau một chút do dự mới nghiêm mặt nói. Điều kiện này, e rằng ta chỉ có thể đáp ứng một nửa. Hàn Lập không có lập tức đáp ứng, mà suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu nói. Một nửa, trên khuôn mặt xinh đẹp của mai ngưng hiện ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó hiểu. Hàn mỗ mộ có một chút nguyên nhân riêng không thể ở trốn âm minh này quá lâu. Ta chỉ có thể đáp ứng mai cô nương, trong vòng 3 tháng hết sức đi tìm lệnh huynh, nếu là qua 3 tháng vẫn không tìm được hàn mỗ sẽ phải lập tức rời đi hàn lập dứt khoát nói, lời nói tỏ rõ ý kiên quyết không thể nghi ngờ. 3 tháng, nơi này tựa hồ không có bao lớn, được, ta đáp ứng mai ngưng hơi một trần trừ,